Chương 11 Còn có cơ hội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ừm Khajit Player vô ý thức trả lời một tiếng, lông mày của hắn đột nhiên nhăn lại, tựa hồ bắt được cái gì tin tức trọng yếu, ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Đột nhiên, hắn liếc mắt nhìn tiểu địa đồ địa hình. Vào lúc này, ra cùng Blitz hai người đã mở ra gia tốc, hai mã trước tiên trụng ở mặt trước, sắp đi tới ba rong quyển phía trên, hồng BUUF phía bên phải. Đừng đi, trở về. Khajit Player đột nhiên gầm hét lên. Làm sao? Trương Tử Hằng trên mặt lộ ra không vui, nếu như đối diện bắt được ba rồng, cuộc tranh tài này, liền thua A. À? Vừa lúc đó, màu tím mới trên màn ảnh, tất cả mọi người trên đỉnh đầu, đều nâng lên một màu đỏ dấu chấm than. Thành thật mà nói, Dạ Phong không ngờ rằng đối diện Mít Kha Diết ý thức dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt có một chất tăng lên. Cái này ý thức tăng lên, để hắn sau đó thành tựu không ngừng hạn chế ở Bạch Kim, Kim Cương, thậm chí có thể xung kích càng cao hơn đẳng cấp. Thế nhưng hiện tại, hắn loại này ý thức mang đến hậu quả, chính là khiến Dạ Phong nhiều giao ra một đại chiêu. Dạ Phong nguyên bản dự định là toàn thể ở màu tím mới hồng BUFF mặt sau trong bụi có mai phục đợi được màu tím mới bốn người đi tới ba rong quyển phía trên thì, hắn trực tiếp lợi dụng Renga bị động, lại phối hợp năm sao e đến mạnh mẽ mở đoàn. Dựa vào bọn họ trang bị ưu thế, hoàn toàn có thể đánh giết màu tím mới hai, ba người, thậm chí đoàn diệt. Nhân vị là vào lúc này, tầm nhìn thất lạc, cùng với dạ phong bọn họ cho đối diện cảm giác ngột ngạt, rất dễ dàng liền để màu tím mới rơi vào nôn nóng tâm tình, không cách nào làm ra nhất là phán đoán chuẩn xác. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, đối diện Kha Diết, dĩ nhiên có thể ở như vậy thời khắc then chốt đoán được bọn họ là ở Mai Phục. Có thế một ít cẩn thận một chút player, có thể sẽ suy đoán màu xanh làm mới có hay không ở Mai Phục, thế nhưng rất ít người có thể như thế quả đoán nói ra dạ phong bọn họ chính là ở Mai Phục. Trương Tử Hằng, Dết Cai Linh Thời khắc sinh tử, Kha Diết player làm ra một cái chính xác nhất cử động, hắn không có chỉ huy đội hữu chạy trốn trái lại lựa chọn để bọn họ giết địch cùng lúc đó, hắn một thật mắt, xuyên ra ẩn thân bên trong Renga. Rất nhiều lúc, có người đối mặt hung hăng hung hăng kẻ địch thì, mãi mãi cũng sẽ chọn tránh né mũi nhọn, đối mặt tầng sắp chết vong đối thủ thì, đều sẽ chọn dốc toàn lực xuất kích. Đây là một loại cố định dòng suy nghĩ, nhưng cũng không mãi mãi cũng là tốt nhất quyết định. Liền dường như hiện tại, chạy trốn đã không phải lựa chọn tốt nhất. Hống. Gầm lên giận dữ, Renga trực tiếp nhào tới Asher trên người, bản năng phản ứng, để dạ phong Renga răng nanh, trực tiếp nhắm ngay Asher mờ mờ cái kia mềm mại yếu kém thân thể. Hết thảy người xem cuộc chiến đều nhìn thấy Renga cái kia thân thể cao lớn đem Asher xạ thủ đánh gục hình ảnh. Dạ phong hiện tại trang bị đã xa xa dẫn trước Asher. Asher xạ thủ bị mở ra đại cùng với năm sao e trói lại sau khi, hầu như không có bất kỳ lưu vong cơ hội. Quy vê đúc Skill liên tục phóng thích, đón thêm trên rìu Tiamat chủ động thương tổn, a mờ mờ cái kia gợi cảm nhu nhược thân thể trong nháy mắt liền chịu đến rất lớn tàn phá, huyết tuyến giảm xuống đến một phần ba, mà trên ga thứ hai mãn tinh tàn bạo cũng lập tức đến. Lại một E-Skill Bồ Tát đã kích, chuẩn xác không có sai sóc nhốt lại hốt khoảng chạy trốn a mờ mờ. A. Rốt cục, ở trên ga cái kia thân hình khổng lồ chèn ép xuống, a sờ xạ thủ ngã xuống đất bỏ mình. Từ mai phục đến mở lớn, ở thiết giết a sơ xạ thủ dạ phong vừa bắt đầu liền đem mục tiêu lựa chọn thành đối phương a chơi đùa a sơ tự hồ cũng có một loại ảo giác vậy thì là cảm thấy toàn bộ anh hùng tự hồ so với cái khác a càng thêm yếu đuối một khi bị gần người chết cũng càng nhanh hơn mà sinh ra loại này ảo giác nguyên nhân cũng là bởi vì a sơ xạ thủ cái này a không có bất kỳ vị di skill đối mặt kẻ địch gần người cường sát rất khó phản kháng hiện tại Renga trang bị lại dẫn trước nàng rất nhiều. Vì lẽ đó dạ phong đánh giết Asher, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Thiết chết Asher, dạ phong đem thị giác quay lại xếp sau. Thế nhưng lập tức, liền nhìn thấy để hắn thổ huyết một màn. Lâm ngạn hàng thao túng cai linh nữ cảnh sát ở đối mặt với đối phương Blitz cùng xin vây công dưới, không chỉ có không có tránh né mũi nhọn, trái lại đứng tại chỗ không nhúc nhích hung mảnh xả kích và dạ phong phản phất nghe được cai linh cái kia len ken tiếng gầm gừ. Đều cho lão nương chết lại đây, lão nương bội các ngươi vừa tới để. Lưu hạo, không cần lo hắn, kéo dài khoảng cách, chờ skill làm lạnh, nhìn trúng rồi phóng thích. Biết lâm ngạn hằng đã không cứu sau khi, và dạ phong quả đoán để lưu hạo kéo dài khoảng cách. Hào quang nữ lang là một tên mít pháp sư, trên thực tế nàng kỹ có thế tổn thương tương đương khả quan, đồng thời skill ẩn chứa khống chế cùng AOE, phạm vi thương tổn, hậu kỳ năng lực rất mạnh mẽ. Nhưng mà từ nàng sinh ra đến nay, bất luận phiên bản làm sao thay đổi, lúc trước sau đều rất ít xuất hiện ở đỉnh cấp RANK cùng với nghề nghiệp trên sàn thi đấu, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nàng thời gian skill cooldown quá dài. Một hồi đoàn chiến hạ xuống, khả năng liền hai vòng skill đều nhưng không ra, liền kết thúc. Ở Simja cùng Blitz nhằm phía nàng cùng Kailin thời điểm, Lưu Hạo cúng quyết phóng thích quy skill quan chi ràng buộc cùng với e skill thấu quan kỳ điểm. Kết quả chỉ có e skill thấu quan kỳ điểm nổ đến Berlin, Q skill quan chi ràng buộc thì lại hoàn toàn là miss rơi mất. Chơi đùa hào quan nữ lang player đều biết, cái này anh hùng đoạn chiến thời điểm một khi miss đi bất luận cái nào skill, tác dụng của nàng cũng đã nhỏ một nửa. Nghe được giả dạ phong, Lưu Hạo vội vã rút về đã quay đầu lúc, hắn cũng biết hiện tại đi cứu nữ cảnh sát có điều là chịu chết làm nữ cảnh sát huyết tuyến rơi đến không đủ một phần ba thời điểm, Kha Diết trực tiếp nhào tới, phổ công thêm quy, ung dung tịch thu vị này, kim cương, đại thần đầu người. Đối diện Mít Kha Diết, ở dạ phong kích giết bọn họ AJC thời điểm, không chỉ có chưa hề đi ra trợ giúp, trái lại ẩn thân ở tại bọn hắn xếp sau, chờ cơ hội một đòn trí mạng. Có thể tưởng tượng, cái này Kha Diết quyết tâm. Demacian. Cùng lúc đó, một thanh to lớn quan kiếm quay về tàn huyết đức bang cũng bổ xuống mang đi tính mạng của hắn đẹp đẽ vương gia huy còn có người máy jetburlit đã biến thành trắng đen màn hình lâm ngạn hàng quay về màn hình hô lớn hoàn toàn không có nhân vì chính mình ajc bị giết mà được đến bất luận ảnh hưởng gì bạch thế nhưng ngay ở đức mã muốn jetburlit thời điểm đối diện khajit lần thứ hai một sq dược kích trực tiếp khiêu hướng về phía lưu hạo thao túng lúc. Phổ công thêm quy, vốn là tàn huyết lúc không thể làm gì khác hơn là tóc biến chạy trốn, thế nhưng kha giết, tương tự có tóc biến. Hơn nữa cái này tóc biến, càng thêm kéo dài lúc cùng đức mã khoảng cách. Coi như hiện tại đức mã muốn cứu nàng, cũng căn bản cứu không được. Dạ phong trong lòng cảm giác có ngàn vạn đầu ngựa hoang buồn quá, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới bọn họ xếp sau như thế không đỡ nổi một đòn ở nhân số tương đồng tình huống thậm chí ngay cả 5 giây đều chống đỡ không tới liền bị đánh tán loạn mà hắn hiện tại cũng căn bản không thể ra sức chơi đùa renga đều biết ở có cỏ tùng địa phương tác chiến cái này anh hùng quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói trên thực tế vào lúc này renga mạnh là cường ở hắn cao cơ động mặt trên giả khu renga tương đương với tự mang tóc biến buff người nói có mạnh hay không thế nhưng một khi rời đi bụi cỏ, liền có thể phát hiện, cái này anh hùng tính cơ động là có cỡ nào không đủ. Chờ đến dạ phong lần thứ hai đi vòng vèo, tới gần xếp sau thời điểm, một bên khác Kha Dít cũng dùng cái cuối cùng vê đúc phần kết, đánh giết lưu hạo lúc, mà đối diện phụ trợ Blitz cũng cuối cùng ngã vào đức mã đại tướng quân đại bảo dưới kiếm. Hai đổi ba, Kha Dít ở đánh giết lúc sau khi thông dông mà chạy. Đẩy bên trong tháp. Dạ phong liếc mắt nhìn ba đường binh tuyến, không nói thêm gì, hắn biết vào lúc này bất kỳ trách cứ đều là không có chút ý nghĩa nào sự. Hai đổi ba, trận này đoàn chiến, tự hồ dạ phong bên này kiếm lời. Thế nhưng tình huống cũng không phải là đơn giản như vậy, đối diện màu tím mới ở trận này đoàn chiến bên trong, cũng tuyệt đối không thiệt thòi. Tuy rằng màu xanh lam mới giết nhiều một người, thế nhưng bọn họ hai cái xê vị toàn bộ bị giết, hơn nữa đối diện tiếp tục sống sót, là tối có uy hiếp kha giết. Đồng thời, là ra giết người đao Kha giết Trận này đoàn chiến bên trong Kha giết giết người đao điệp 4 tầng Một lần nữa trở lại 9 tầng Hơn nửa lúc đã bị giết 3 lần Phải biết Lúc cái này anh hùng Có thể là phi thường ăn trang bị Lúc loại này loại cực kỳ dựa vào đợt thứ nhất phát ra mít Vẫn bị đánh giết mà dẫn đến trang bị không lên nổi Như vậy đoàn chiến có thể nói không có một chút tác dụng nào Xem ra Mục tiêu của ta nên đổi một cái Dạ Phong nhìn đối diện trung lộ đã nguy cấp tháp phòng ngự, vừa liếc nhìn bản trên biểu hiện đã năm người đầu ở tay Kha Diết, nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 12 Phá cao điểm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vương Gia Huy, đem tháp hủy đi Dạ Phong liếc mắt nhìn đối diện phục sinh thời gian, nhanh nhất A Sơ xạ thủ còn có 3 giây phục sinh mà Kha Diếp phỏng chừng cũng sắp trở lại nước suối, đối phương trung lộ tháp phòng ngự, còn có hơn nửa sinh mệnh điều. Cái gì cũng không muốn quản, nhất định phải hủy đi cái này tháp. Dạ phong ánh mắt lạnh lẽo, tháp phòng ngự ở trên ga cùng ga ren đại bảo kiếm tàn phá bên dưới, một chút giảm thiểu sinh mệnh. Cái này tháp. Dạ phong biết nhất định phải dở xuống. Đây là trận này đoàn chiến có ý nghĩa nhất tồn tại, chỉ có hủy đi tòa này cao điểm tháp bọn họ mới có thể xưng trận này đoàn chiến màu xanh làm mới kiếm lời. Quan trọng nhất chính là Tòa này tháp phòng ngự là đánh vỡ màu tím mới rùa rục cổ chiến thuật khâu máu chốt nhất. Kha Diết muốn phải tiếp tục dùng rùa rục cổ chiến thuật đến ứng đối dạ phong bốn người áp bức, quyết không thể thiếu hụt ba tòa cao điểm tháp, nếu như có thể phá tan trong đó một tòa, sẽ vì bọn họ đón lấy tiến công tìm tới chỗ đột phá. Rất nhiều lúc, thấp phân đoạn bài vị bên trong, player ở đối với có thể không an toàn đẩy đi cao điểm tháp nắm trên khó có thể bắt bí, mỗi khi bọn họ nhìn thấy đối diện đã sắp muốn phục khi còn sống, liền cho là nên đi rồi, không thể lại đẩy tháp. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, triệu hoán sư hẻm núi địa đồ, bất kể là màu xanh lam mới vẫn là màu tím mới, tử vong hoặc là trở về thành sau khi, lại từ ôn tuyền đi ra, đi tới cao điểm tháp dưới, quá trình này, phi thường trường. Nếu như có thể đem quá trình này tính toán chuẩn xác, cái kia là có thể làm thêm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, muốn muốn lợi dụng khoảng thời gian này đến đẩy tháp, có mấy cái trọng yếu tiền đề. Số 1, đối diện top không thể có dịch chuyển, bằng không đối diện phục sinh sau khi top dịch chuyển, cho người đến cái làm vàng thắng, vậy thì trực tiếp nổ tung. Thứ hai, chính là đối phương không thể trong khoảng thời gian ngắn lên mặt lông, bằng không đối diện chờ các ngươi đẩy đi tháp sau khi tàn huyết trở về thành, trực tiếp mở ba rồng, cái kia lại là thiệt thòi lớn rồi hiện tại màu tím chính đang nhiên làm không được trong này bất kỳ như thế. Kha giết đột kích hư không lao ra, chạy mau. Ngay ở tháp phòng ngự còn sót lại không tới 500 nhỏ máu thời điểm, dạ phong bên tai truyền đến 5 ngạn hàng tiếng kêu. Mà chính hắn, đương nhiên, cũng đã thấy. Mở ra đột kích hư không Kha giết quả thực liền dường như một chó điên giống như vậy, trực tiếp vọt tới, quay về dạ phong, chính là một dược kích, nhảy đến trên người hắn, phổ công thêm quy, ở chính tầng giết người đau uy lực cực lớn dưới, dạ phong huyết trong nháy mắt liền ít đi một phần ba. Không cần lo, sách thác. Dạ phong đến đức mã trục trà trục trịch, lập tức lớn tiếng nói. Nhìn thấy Renga bị công kích, vương gia huy bản năng liền thao túng Garen muốn lên đến phản kích, nhưng trên thực tế, này là phi thường quyết định sai lầm, vào lúc này, tuyệt đối không thể phản kích, mà là nhất định phải trước tiên dở xuống cao điểm thác. Bằng không đức mã một khi phản kích, Cao Bào phát kha giết, ở tháp phòng ngự dưới sự phối hợp, Dạ Phong cùng Đức Mã hai người, hết thảy đều phải bị giết chết. Hiện tại, nhưng là mới 22 phút, Đức Mã trang bị còn lâu mới có được thành hình, căn bản đỉnh không được cao điểm tháp toàn tự động lần theo la dè đạn đạo kéo dài công kích. Cùng lúc đó, Dạ Phong bắt đầu thao túng trên ga sau này kéo dài khoảng cách. Cái này lùi lại, rất trọng yếu, không nên nhìn hiện tại cao điểm tháp còn có mấy lần liền muốn phá tan thế nhưng Kha Diếp bạo phát cực cao, nếu như liền như thế đẩy Kha Diếp công kích sách cao điểm tháp, như vậy tháp đi thời điểm, Renga huyết tuyến sẽ đến cực kỳ nguy hiểm trạng thái, Kha Diết rất có thể sẽ chọn cường sát đến thời điểm tàn huyết Renga. Tháp phòng ngự cũng cũng chỉ còn dư lại hơn 200 nhỏ máu. Vương Gia Huy ngươi sách tháp. Khống chế Renga lùi lại đồng thời, Dạ Phong không quên đối với Vương Gia Huy dặn dò. Cái này dặn, cũng rất trọng yếu, Vương Gia Huy có điều là một vừa level 30, liền bài vị đều không có đánh qua người mới newbie, nhìn thấy mạnh mẽ Renga đều đang lùi lại, trong đầu quả thực hoãn không được, thế nhưng nghe được dạ phong sau khi, ngay lập tức sẽ như hít thuốc lắc giống như vậy, mở ra vê đúc dũng khí sau khi, quay về tháp phòng ngự chính là một quy skill sự đã kích trí mạng. Kha Player nhìn thấy dạ phong lùi về sau, lại liếc mắt nhìn chính mình cao điểm tháp lượng máu, cũng biết không có thể lại truy. Oanh rốt cục, lại là hai lần liên tục công kích sau khi, màu tím mới cao điểm tháp rốt cục ở một tiếng giòn nước tiếng nổ mạnh bên trong sụp xuống hủy diệt. Trực tiếp đi. Dạ phong cho vương gia huy một chỉ huy sau khi không chút nào ham chiến, đi ngang qua màu tím mới giả khu thời điểm lại thuận lợi tịch thu vừa quét mới F4. Cho ba rồng xuyên cái mắt lại về thành. Dạ phong đối với Đức Mã nói. Mặc dù biết vào lúc này màu tím mới hầu như không có khả năng muốn mở ba rồng, xuất phát từ quen thuộc cùng nhẹ nhàng ép buộc chứng, dạ phong vẫn là không muốn ở sau 20 phút, chính mình trong mắt ba rong quyển là đen kịt một màu. 22 phút, màu tím mới trung lộ cao điểm đã bị phá. Điều này làm cho bọn họ không cách nào sử dụng nửa rùa rụt cổ chiến thuật đến đối mặt màu xanh làm mới mạnh mẽ áp bức, mà đối với bọn hắn tới nói, duy nhất đáng giá vui mừng chính là ở vừa kết thúc một làn sóng đoàn chiến bên trong, Kha Diết liền lấy hai người đầu, giết người đau một lần nữa điệp lên đã không có cách nào lại tha hậu kỳ, muốn chủ động xuất kích. Kha Player nhìn mình trong nhà đường lõa thủy tinh, sắc mặt vẫn như cũ rất khó nhìn. Thế nhưng, ta hiện tại giết người đau đã chín tầng, cũng chưa chắc không có cơ hội. Nếu như có thể nắm lấy cơ hội, như thế có cơ hội trở mình. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Mà trở lại ôn tuyền dạ phong lần này cái thứ nhất muốn mua, chính là đem giày thăng cấp thành vật kháng hài, vừa đoàn chiến để hắn rõ ràng tốc độ di động không đủ là đáng sợ cỡ nào. Ngươi đội hữu tuyệt đối sẽ ở ngươi bảo vệ nàng trước đưa đi tính mạng của chính mình. Mua xong vật kháng hài, vào lúc này giả phong kim tệ còn sót lại 782 cái, đây là một tương đương không trùng hợp con số, mua 875 là không thể, tự hồ mua hai thanh trường kiếm là lựa chọn không tồi. Thế nhưng giả phong liếc mắt nhìn địa đồ sau khi, nhưng không có như thế lựa chọn, mà là chỉ mua có thể một thanh trường kiếm, mặt khác còn nhiều ra hơn 400, hắn trực tiếp lựa chọn mua thuốc, phẫn nộ thuốc nước. Phẫn nộ thuốc nước, đây là anh hùng liên minh ở S5 cải bản sau khi một lần nữa đẩy ra một loại thuốc trang bị, nói đến phẫn nộ thuốc nước, khả năng rất nhiều người còn cũng không biết cái này trang bị hình thuốc. Thế nhưng nếu như nói tới nó tiền thân, đại hoa thực dược, tin tưởng có tương đương một phần tốt sẽ đối với nó khác sâu ấn tượng. Cũng chính bởi vì trước phiên bản đại hoa thực dược quá mức biến thái, khiến cho phát ra hình tốt ở cấp một thời điểm liền thành BUJ giống như tồn tại, liền Riot không thể không diên ngoại trừ ai tắm này, mà là dùng hiện tại suy yếu bản phẫn nộ thuốc nước để thay thế. Cứ việc là suy yếu, cũng là tiền kỳ suy yếu, sau 20 phút sự phẫn nộ thuốc nước, tác dụng cũng không thể so trước phiên bản bên trong đại hoa thực dược đến kém. Mà sở dĩ vào lúc này, Dạ Phong lựa chọn mua phẫn nộ thuốc nước, là hắn biết đón lấy trận này đoàn chiến, là bình thường thi đấu bên trong trọng yếu nhất một hồi đoàn chiến, cũng là quyết định thắng bại một hồi đoàn chiến. Trước tiên đẩy đi thủy tinh. Mua xong trang bị, Dạ Phong không nói hai lời, thao túng trên ga trực tiếp mang theo lâm ngạn hàng ba người theo binh tuyến đẩy mạnh, mình mong cùng cuộn dết hướng về màu tím mới trung lộ thủy tinh. Đương nhiên, trước khi lên đường, Dạ Phong vẫn để cho nữ cảnh sát cùng lúc hai cái xe vị đem xong BUFS đều tịch thu. Tuy rằng Lâm Ngạn Hằng cùng Lưu Hạo đối với cái này BUFF tỷ lệ lợi dụng thấp đáng thương, nhưng cũng có chút ít còn hơn không. Mà màu tím mới bốn người, ngay đêm đó phòng bốn người dết tới cao điểm thời điểm, cũng đã đang đợi bọn họ. Vào lúc này, song phương đều không có cái gì ưu thế áp đảo, ở tình huống như vậy, đội hình tốt xấu càng có thể quyết định đoàn chiến xu thế. Rất rõ ràng, màu xanh lam mới sửa mặt, mạnh hơn so với màu tím mới bất kể là phát ra cùng tan rõ ràng, cùng với khống chế skill, màu xanh lam mới đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tuy rằng màu tím mới có người mấy, thế nhưng Vương Gia Huy ở dạ phong dặn dò dưới, vẫn khống chế đức mã đại tướng quân che ở phía trước nhất, Blitz căn bản không dám ra câu. Mà dạ phong cũng vẫn gấp kỹ năm sao tàn bạo, chờ đợi đối thủ đột nhiên công kích. Mẹ kiếp, thủy tinh đều sắp cũng bị đẩy, chẳng lẽ còn không đánh sao? Trương Tử Hằng dù sao cũng là lấy trên người pha lê loại để đánh đổi đang tiến hành trận này tiền đặt cược, nhìn thấy chính mình này một phương thủy tinh sắp bị dở xuống, trên mặt đã sắp muốn nổi lên gân xanh. Hắn không ngờ rằng, đối với Lâm Ngạn Hằng, hắn dĩ nhiên biết đánh đến mức độ này. Không muốn, chờ bọn hắn sách thứ hai cao điểm thời điểm, A à sờ, ngươi nghe ta chỉ huy, chúng ta chỉ có một cơ hội. Khajiit Player cắn răng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 13 Tuyệt địa phản kích. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com. Ha ha, đẹp đẽ, bọn họ muốn thua lại đem bọn họ đại bản doanh đẩy đi liền thắng. Lâm Ngạn Hằng càng rỡ không ngớt, mình và Trương Tử Hằng đánh cược nhiều lần như vậy, không có lần nào có thể so với được với lần này vui vẻ như vậy. Màu tím mới khó khăn a, à, bên trong tháp bị phá, liền rùa rụt cổ tư bản đều không có a. À. Đúng đấy, khó khăn trừ phi Blitz có thể ở đoàn chiến bên trong kéo đến then chốt người, bằng không màu tím mới xác thực không cơ hội gì. Thi đấu đến hiện tại, đã là nghiêng về một phía cục diện, thế cuộc đối với màu tím mới hoàn toàn bất lợi, cao điểm tháp thêm vào thủy tinh bị phá, đây chính là ưu thế chuyển hóa thành thế thắng biểu hiện. Trước tiên nắm Tiểu Long. Dạ Phong liếc mắt nhìn địa đồ, Tiểu Long đã quét mới. Điều thứ ba Tiểu Long, Dạ Phong nhớ tới thật giống là một tốc độ di động bổ trợ. Tại sao là nhớ tới thật giống? Bởi vì rui hot ở hai năm sau sẽ đối với anh hùng liên minh tiểu long lần thứ hai tiến hành trời đất xoay vần tổ chức lại kế hoạch. Lần đó tổ chức lại để tiểu long hiệu quả lần thứ hai biến đến hoàn toàn khác nhau, đem tiểu long hết thảy buff hiệu quả đều toàn bộ lật đổ, mà là đổi thành một cái khác có thể để cho bị dở xuống tháp phòng ngự một lần nữa phục sinh hiệu quả. Cũng chính là mỗi đánh giết một con rồng nhỏ liền có thể làm cho một bị phá hủy tháp phòng ngự một lần nữa xây dựng lên đến. Tập hợp đủ 5 con rồng nhỏ sau khi, nhưng là hết thảy bị phá hủy tháp phòng ngự toàn bộ một lần nữa phục sinh. Ở cái kia sau khi, bất kể là nghề nghiệp tái trường vẫn là RANK bài vị bên trong, đều từng xuất hiện vô số lần đại thế yếu mới ở tập hợp đủ 5 con rồng nhỏ sau trở mình kinh điển thi đấu. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Hiện tại giả phong bọn họ muốn làm, là đem điều thứ ba tiểu long đánh vết lấy xuống tốc độ di động bổ trợ BUFF, cái này BUFF đối với bọn họ rất thực dụng. Theo trên rỉ một tiếng tiếng rồng ngâm, điều thứ ba tiểu long cũng ngã vào bốn cái hành vi gây rối nam nữ dưới đao. Hạ bộ binh tuyến không sai, là hướng về màu tím mới ở đẩy mạnh, tiết kiệm dạ phong bọn họ đẩy binh tuyến thời gian. Bọn họ muốn đẩy hạ bộ cao điểm. Trương tử hằng ngữ khí không quen nói ở anh hùng liên minh đối chiến bên trong, có chút tình huống thua trận thi đấu ngươi vẫn như cũ sẽ cảm thấy cuộc tranh tài này, chính mình đánh rất tận hứng, nhưng có chút thi đấu, ngươi sẽ cảm thấy rất uất ức. Liên đoàn chiến cũng không đánh, liền muốn bị đối thủ liên tiếp phá hủy tháp phòng ngự, e sợ không có ai sẽ cảm thấy không khó chịu. Chú ý đẩy tháp, không nên gấp, nhìn trung lộ siêu cấp binh vị trí. Dạ phong khống chế trên một bên thu binh, vừa hướng lâm ngạn hàng phân phó nói anh hùng liên minh bên trong, đẩy tháp, cũng là có tiết tấu. Ở một đường cao điểm tháp bị phá tình huống, muốn đẩy đệ nhị tòa cao điểm, vào lúc này, liền nhất định phải lợi dụng siêu cực binh liên lụy. Bởi vì một khi bị đẩy đi cái kia dọc theo đường đi, siêu cực binh tiến vào cao điểm, đối phương tất nhiên muốn phái người trở lại thủ tháp, vào lúc này, sẽ hình thành lấy nhiều đối với thiếu cơ hội, cũng là đẩy tháp cơ hội tốt nhất. Mà trùng hợp chính là, cuộc tranh tài này bên trong, Màu tím mới không có bất kỳ thanh binh skill Điều này làm cho bọn họ đẩy tháp có rất nhiều tiện lợi cùng ưu thế Nếu như ngươi tử quan sát kỹ quá thì sẽ biết Ở tháp phòng ngự thủ hộ bên trong Không có thanh binh skill là cỡ nào vô lực Đối mặt ưu thế một phương đẩy mạnh Không có thanh binh skill Ngươi căn bản cũng không có biện pháp chống đỡ đối thủ tiến công Thật giống như một quần áo ngỗ ngang tiểu la lị Ở tối tâm hẻm nhỏ bên trong đụng tới một quái thúc thúc Hậu quả là cái gì? hậu quả đương nhiên là tiểu la lị bị đuổi về da, quái thúc thúc được cảm tạ. Nhưng này là hiện thực, bây giờ nhìn thấy không hề chống đỡ năng lực màu tím mới, đại tướng quân Garen Hào không có bất luận cái gì thương hại, tay cầm đại bảo kiếm liền xông lên trên, quay về tháp phòng ngự chính là một hồi. Đối mặt siêu cực binh quy mô lớn tiến công, A sơ xạ thủ không thể không trở lại phòng thủ. Cũng là dẫn đến lại đường cao điểm tháp dưới, hình thành ba đối với bốn tình cảnh. Tư. Blitz bất đắc dĩ, thả rơi mất duy nhất một AOS skill, cũng chính là hắn đại chiêu, điện quan tung tóe, một làn sóng binh lượng máu toàn bộ đều rơi mất một nửa. Kha Dít cùng sinh gia thì lại cẩn thận từng ly từng tí một bù tàn huyết tiểu binh. Tháp phòng ngự dưới, song phương hình thành một bộ hòa bình hình ảnh, màu xanh lam mới nữ cảnh sát cùng hào quang không ngừng mà điểm tháp, mà màu tím mới thì lại bận biểu thu binh, tuy rằng song phương gần trong gan tất, nhưng không có lựa chọn tiến công. Rốt cục, một làn sóng binh bị màu tím mới thu sạch xong, Garen cũng không thể không lùi về sau đến tháp phòng ngự công kích phạm vi ở ngoài, phòng ngự bị tháp công kích được. Ở màu xanh lam mới một đợt công kích dưới, tháp phòng ngự sinh mệnh cũng rơi mất đem gần một nửa. Trở lại hai nhóm, hạ bộ cao thấp liền rất có thể bị đẩy đi. Lần này màu tím mới lẽ nào là muốn từ bỏ sao, này cùng chờ chết không khác nhau gì cả a. À? Cái kia có biện pháp gì? màu xanh lam căng thức bản không cho cơ hội a à. chỉ có chờ đến trung lộ siêu cấp binh tiến vào cao điểm sau khi mới sẽ đi tới điểm tháp màu tím mới trang bị vốn là lạc hậu người lại không đồng đều muốn trên cũng không dám lên a à. làn sóng thứ hai binh tuyến đến rồi này một làn sóng có pháo xa dạ phong liếc mắt nhìn binh tuyến nói anh hùng liên minh bên trong tiểu binh phân ba loại loại thứ nhất là cận chiến binh loại thứ hai là xa chiến binh tương tự với hàng trước cùng xếp sau ý tứ loại thứ ba chính là pháo xa từ đợt thứ nhất binh xuất hiện bắt đầu mỗi ba làn sóng binh tuyến bên trong sẽ có một pháo xa binh xuất hiện có pháo xa bọn họ nữ cảnh sát tối thiểu có thể nhiều điểm tháp hai ba thương a à, sơ chuẩn bị ngay ở màu xanh lam mới bốn người mượn pháo xa binh tuyến lại một lần nữa đẩy mạnh thời điểm kha giết thông qua tai nghe nhẹ nhàng nói câu được tranh thủ một đi cao điểm tháp tiểu bức nhảy con, muốn lão tử xe, quả thực mơ hảo, ha ha. Lâm ngạn hàng trào phúng không ngừng, có điều hiện tại tình cảnh để hắn quả thật có tư cách trào phúng. Màu tím mới vẫn như cũ rùa rụt cổ, xem ra không có biện pháp chút nào. Ở pháo binh dưới sự hướng dẫn, Garen xông vào phía trước, cùng xếp sau sông xê vị đồng thời quay về tháp phòng ngự điên cuồng công kích. Còn có một nửa HP, nếu như tòa này cao điểm tháp lại bị điểm đi, cái kia cuộc tranh tài này liền ca ca, vì lẽ đó, màu tím mới nhất định sẽ lựa chọn tiến công. Dạ phong trên ga tự nhiên không thể đi tới điểm tháp, điều này cũng làm cho hắn có càng nhiều suy nghĩ thời gian. Kiếp trước dạ phong thời gian dài trà trộn ở Demacia Kim Cương Cục, hơn nữa tuyệt đại đa số RANK Cục đều là đi rừng, vì lẽ đó hắn thích nhất, chính là đổi vị suy nghĩ. Đối diện Kha giết tuy rằng trình độ không bằng hắn, nhưng cũng không phải người mới, khẳng định rõ ràng, nếu như tòa này cao điểm tháp lại ném mất, cái kia liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hiện tại sao? Đợi được màu xanh làm mới cái cuối cùng tiểu binh sắp bị tháp phòng ngự đánh giết thời điểm, dạ phong ánh mắt, khinh liếc nhìn màn ảnh một cái tạ phía trên, nơi đó, đen kịt một mảnh. Màu tím mới nếu như muốn động thủ, hiện tại chính là lựa chọn tốt nhất. Oanh! Nhưng vào lúc này, dạ phong ánh mắt khinh miết sau khi, một ống ánh như băng đao điêu khắc mũi tên từ quỷ dị góc độ, bắn ra, mặt trên hàng tinh điểm điểm, xoay tròn liên tục, phản phất một con đoạt mệnh chi tiễn, từ đen kịp thị giác bên trong bắn ra, tinh chuẩn mà nhanh chóng ổn định màu xanh lam mới AP, lúc trường thương y ở. Xin gia ở băng tiễn bắn ra thời điểm cũng đã hướng về màu xanh lam mới đến gần rồi, đợi được băng tiễn ổn định lúc thời điểm, đức ban tổng quản e -Skill đã chọc vào lúc trên người. A sơ mờ mờ thì lại càng thêm trực tiếp, từ ẩn dấu ở cao điểm tường phía sau trực tiếp một tốc biến, xuyên đi, quay về bị đông lại lúc một trận cuồng điểm. Trong nháy mắt, cục diện liền từ trước kia hòa bình hình ảnh đã biến thành tuyệt địa phản kích. Đây là màu tím mới sinh tử một đòn, mỗi người đều mang theo quyết chí tiến lên quyết tâm. Ta đến rồi. Vương Gia Huy vừa nhìn tình huống không ổn, mau mau thao túng Garen đại tướng quân xong về đến. Xeo. Thế nhưng vừa lúc đó, Berlitz đứng cao điểm tháp phía sau, chuẩn xác một câu, trực tiếp đem mở ra quy skill Garen lôi trở lại. Dùng Berlitz đến hạn chế top Garen, lần này, màu xanh lam mới duy nhất hàng trước bị kéo cách chiến trường. Một bên khác, lúc bị Asher mờ MM mờ băng tiễn ổn định, hai ba lần liền xóa sạch hầu như một nửa huyết. Lâm ngạn hàng không hổ là kim cương đẳng cấp đại thần, tốc độ phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ quay về sông lên Đức Ban một trận cuồng điểm. sơ mờ mờ mặc dù là anh hùng liên minh bên trong tối giòn AJC, thế nhưng Riot cũng không có đối với nàng bất công, ở mạnh mẽ nhược điểm dưới, tương tự cho nàng thời gian dài nhất khống chế skill. Tuy rằng bởi khoảng cách của sông phương cũng không phải bao dài, dẫn đến lúc choáng ván thời gian còn chưa đạt tới dài nhất ba. Năm giây, thế nhưng ở khoảng thời gian này, chỉ có không tới 1.600 huyết đồng thời giáp bảo vệ mà kháng đều thấp đáng thương hạo quan nữ lang vẫn là ở ngăn ngắn hai giây đồng hồ bên trong chỉ còn dư lại không tới một phần ba huyết tuyến mở đẹp đẽ lúc chỉ còn lại không tới một phần ba huyết kha giết muốn ra tay rồi chính tầng giết người đau lúc chắc chắn phải chết một ít quan chiến player nhìn thấy a sơ mũi tên này nhất thời liền biết màu tím mới lần này mở đoàn đã thành công lấy ổn định đối phương ap 2 giây thời gian làm đoàn chiến mở ra đối với hiện tại màu tím mới tới nói. E sợ không có so với này càng hoàn mỹ mở đoàn. Lại phối hợp sinh gia đột tiến, đã gần A sơ xạ thủ tốc biến xuyên tường bổ sung thương tổn, màu tím mới hầu như đem lần này đoàn chiến hình ảnh, đập thành điện ảnh. Mà hiện tại, liền hẳn là trận này điện ảnh tổng đạo diễn, màu tím mới mít kha giết đi ra thu gặt. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không nghĩ tới, ở như vậy tuyệt cảnh bên dưới, màu tím mới dĩ nhiên mở ra như vậy hoàn mỹ đoàn chiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 14 Đã được quyết định từ lâu kết cục. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lúc trúng tên, xin gia thiết dết, cùng với A tóc biến bổ sung thương tổn, chuyện này quả thật chính là mộng ảo giống như bắt đầu. Làm toàn bộ bắt đầu bày ra giả, lương chí chu tự nhiên cũng rõ ràng nhìn thấy tình cảnh này. Đây là trong đầu của hắn đã diễn dịch qua vài lần hình ảnh, cũng là lý tưởng nhất một màn. Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ một khi không cách nào Hoàng Mỹ mở đoàn, không cách nào ổn định đối phương then chốt xê vị sau khi biện pháp. Thế nhưng, hắn không nghĩ tới, hết thảy đều bắt đầu như thế Hoàng Mỹ. Thậm chí ngay cả bất ngờ blitz một câu, cũng như này Hoàng Mỹ. Lúc ở sinh gia cùng Sơ Luân phiên vây đánh dưới, sinh mệnh trong nháy mắt cũng chỉ còn sót lại một phần ba. Đây là hắn cơ hội thích hợp nhất, muộn một bước, thì lại lúc tóc biến chạy trốn, sớm một bước, thì lại không có cách nào thu gặt. Lúc chết rồi. Đúng đấy, chạy không thoát, dù sao cũng là sơ xạ thủ, đại chiêu khống chế thời gian quá dài. Một ít lão player khán giả, cũng rất biết rõ, lúc bị sơ đại chiêu ổn định, là lớn đến mức nào sai lầm. Bạch. Lương Chí Chu khống chế Kha Diết trực tiếp mở ra ER kỹ có thể đi vào ẩn thân, sau đó, chính là phi thiên nhảy một cái. Chính mình là chính tầng giết người đau, mà đối diện lúc, đây là không tới một phần ba lượng máu. Chỉ cần phổ công thêm quy, liền có thể mang đi lúc cuối cùng sinh mệnh. Cứ việc Lương Chí Chu vẫn đối với loại này Âu Mỹ họa phong nhân vật rất yêu thích, nhưng hiện tại là game thời gian, đồng thời là có tiền đặt cược game thời gian. Thu gặt là hắn duy nhất chuyện nên làm. Vụ làm lương chí chu khống chế kha Diếp bay lên cao cao trong nháy mắt bởi thị giác lùi lại tác dụng ở màu xanh làm mới trên màn ảnh kha Diếp vẫn như cũ nằm ở ẩn thân trạng thái chết đi lương chí chu sắc mặt ửng hồng trở nên kích động chỉ cần trước hết vết lúc hắn kha Diếp quét mới e skill cuộc tranh tài này đem có thể bị xoay chuyển thế cuộc ừm đột nhiên hắn trợn to hai mắt sợ hãi phát hiện mình quy skill thưởng thức hoảng sợ cũng không có nhấn ra đến, lúc ở ăn hắn rơi xuống đất trước một phát bình A sau khi, cũng chưa chết đi, mà là vội vàng một tốc biến, chạy ra ngoài. Ta bị, trói lại. Sau khi rơi xuống đất, Lương Chí Chu phát hiện mình khống chế Kha Diết, đã bị một tấm màu nâu võng lớn gắt gao trói lại, hắn thậm chí không biết, tấm này sang võng, lúc nào bắn trúng hắn. Mỹ nó, Kha Diết bị trói ở một khán giả nhất là mắt sắc ngay lập tức thấy rõ tình cảnh này trợn to hai mắt quả thực không thể tin được kha diếp bị trói trụ cũng không phải sau khi rơi xuống đất một tấm săn võng bay đến đem hắn trói lại mà là rơi xuống đất trong nháy mắt liền bị trói ở điều này nói rõ kha diếp eskiu dược kích trên không trung thời điểm cũng đã trúng rồi săn võng là renga đi ra chẳng cách ta vẫn cảm thấy màu tím mới ít đi cái gì là Renga ẩn thân sau khi năm sao SQ, Bồ Tát đã kích. Một khán giả không kìm lòng được kêu to, ở Kha bị trói trụ trong nháy mắt, một mọc đầy bộ lông giả thú, đã nhào tới trên người hắn, đây là Renga săn bắn thời gian, đây là thợ săn hưởng thụ con mồi thời gian. Thợ săn cũng là con mồi, ở triệu hoán sư trong hẻm núi, câu nói này quả thực mỗi giờ mỗi khắc không tái phát sinh. Chỉ là không ai có thể nghĩ đến, vốn là hẳn phải chết lúc, dĩ nhiên còn sống vốn là thu gặt Kha Diết, nhưng thành con mồi. Bắt lấy Kha Diết, dạ phong ánh mắt bất biến, không có bất kỳ vui sướng gần sống, chỉ có làm thắng lợi hai chữ xuất hiện ở trên màn ảnh thời điểm, dạ phong mới biết là chính mình thắng được thi đấu. Mà hiện tại, còn sớm. A sơ bắn ra băng tiễn, xin gia thiết trên, cùng với Kha Diết cuối cùng thu gặt, đây là dạ phong nghĩ đến tương đối khá màu tím mới phản kích sách lược, lấy Kha Diết trình độ trợ giúp Asher lựa chọn một có lợi góc độ cũng không phải nhiều khó, dạ phong, tự nhiên cũng không vội và đi giết bọn họ xếp sau. Hắn muốn làm, chính là chờ đợi, chờ đợi con mồi xuất động một khắc đó, lại cho dư một đòn trí mạng. Kha Diết bị trói trụ sau khi, vận mệnh tự nhiên đã nhất định, lúc tóc biến kéo dài khoảng cách sau khi, đối mặt không hề có chút sức chống đỡ Kha Diết, lập tức bù đắp một phát quy skill quan chi ràng buộc, hoàn mỹ kết nối với khống chế. Nữ cảnh sát, Renga, ba người vây công biết bao hung mảnh. Ở lúc tràn ngập sức mạnh tiếng kêu bên trong, một đạo mấy ngàn mã tia sáng xuyên thấu mà qua, tia sáng phạm vi bao phủ bên trong, gợn sóng liên tục, kha giết player màn hình trong nháy mắt đã biến thành xám trắng. Mà Renga thứ hai năm sau tàn bạo trị, cũng vào lúc này chuyển mãn. Không có chút gì do dự, cái này năm sau e, dạ phong cho Asher. Khống chế Asher xạ thủ player tuy rằng kỹ thuật không sai, thế nhưng ý thức hiển nhiên liền muốn kém hơn nhiều, làm Kha giết sau khi bị giết chết, hắn cũng không có lại ngay lập tức lùi lại, trái lại tiếp tục công kích, liên tiếp bắn ra màu trắng mũi tên. Hành động này làm cho nàng cũng trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Renga trang bị đã thành hình, hơn nữa sinh ra ở Kha giết chết rồi, cũng cấp tốc bị lúc cùng nữ cảnh sát đánh giết. Ở không tới 10 giây bên trong, toàn bộ tình cảnh đều phát sinh nghịch chuyển, không đổi ba, làm Blake mang theo tàn tạ thân thể chạy hướng về ôn tuyền thời điểm trận này quá sơn xe giống như đoàn chiến cũng hạ mạng không trung đem kha giết trói lại ở c vì là bị choáng váng tình huống đều không kinh hoảng mộng hy học mùi cái này chơi renga không biết là không phải chúng ta nam lĩnh học sinh nếu như chúng ta nam lĩnh đại học có thế có thể sát hạch một hồi xem có thể hay không tiến vào chúng ta thay thế bổ sung đội đây ở dạ phong phía sau vẫn quan chiến nam sinh đối với bên cạnh nói giả dạ phong thao tác, hay là một ít người mới player cũng không thể nhìn ra cái gì quá nhiều đồ vật, thế nhưng hắn không giống, hắn biết Renga các loại thao tác cùng ý thức, rất rõ ràng nói rõ, cái này Renga là cao thủ. Mặc dù đối với diện Khajit cũng không sai, thế nhưng so với Renga vẫn là kém nhiều. Hừm, có điều một cuộc tranh tài cũng nhìn không ra cái gì, hắn nếu như đúng là năm lĩnh đại học học sinh, cơ hội còn nhiều phải là. Cuộc tranh tài này đã kết thúc, chúng ta trên lầu hai xem một chút đi. Làm đoàn chiến kết thúc thời điểm, hứa mộng hy rất kinh ngạc chính mình dĩ nhiên có thể ở chen chút trong đám người xem thời gian lâu như vậy. Trên thực tế nàng đối với loại này chu vi đứng đầy nam sinh cảm giác rất không thích, tuy rằng những nam sinh này rất tự giác đều đối với nàng duy trì khoảng cách, thế nhưng những kia hỗn hợp yên vị cùng mồ hôi mùi vị vẫn là làm nàng cảm giác khó chịu. Đúng, đúng, chúng ta trên lầu hai xem một chút đi, lão đại lần trước đến thời điểm, đã cho chúng ta đại thể lựa chọn một khu vực làm vì chúng ta năm lĩnh điện lại còn xã bình thường huấn luyện nơi mộng hy học muội nếu như cảm thấy không thành vấn đề có thế liền có thể định ra đến rồi nam sinh vỗ vỗ đầu sau đó niệm niệm không muốn liếc mắt nhìn thao túng renga player hắn xem cái này ga thao tác thời điểm luôn có một luồng khó mà nói rõ cảm giác cái cảm giác này hắn ở lão đại trên người đều chưa từng nhìn thấy có thể một làn sóng điểm tháp không cần lo bờ Blake chạy mất đối diện ba người đều còn muốn hai mươi giây sau khi mới có thể phục sinh mà vào lúc này trung lộ siêu cực binh đã đẩy lên trung lộ răng cửa dạ phong biết có thể một làn sóng vẫn là đức mã đại tướng quân xông lên trước hạ bộ cao điểm tự nhiên là không cần lại đẩy mượn siêu cực binh tiến vào tháp ván này đã kết thúc trương tử hằng sắc mặt tái xanh nhìn mình đại bản doanh cuối cùng một tia huyết bị cai linh điểm đi làm thất bại hai cái màu đỏ tươi đại tự nhảy ra màn hình thời điểm trương tử hằng mới biết hắn thua hắn đến hiện tại đều không thể tin được chính mình sẽ có một ngày bại bởi lâm ngạn hằng ha ha con rệp chỉ bằng ngươi còn muốn thắng ta xe pha lê loại ngọc trụy tuy rằng lão tử không để ý có điều vừa nghĩ tới là ngươi ta con mẹ nó làm sao liền như thế hài lòng đây lấy xuống tai nghe lâm ngạn hằng trong mắt lóe ra một tia thoải mái vẻ mặt ngông cuồng cười to quả thực là tiểu nhân đắc chí. Chỉ là trong mắt hắn cái kia vẻ cô đơn, cũng không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 15 Nam Lĩnh Dạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Có đúng không? Nghe được Lâm Ngạn Hằng, Trương Tử Hằng cũng tóc trạm lên, nhìn đứng hắn đối diện, cười càng rỡ Lâm Ngạn Hằng. Đột nhiên, hắn cũng nở nụ cười, vốn là tái nhật mặt, khóe miệng mang theo một vệt cười khẩy, duệ rơi xuống vừa mới quải về trên cổ ngọc trụy, đùng một tiếng ném tới lâm ngạn hằng trước mặt, nói. Có điều là một khối pha lê loại mà thôi, lão tử coi như bị cẩu điêu. Nói đến, mấy ngày trước cho đồng ly ly nào thay tiền, đều sắp ba vạn. Ngọc trụy bay qua màn hình máy vi tính, rơi vào trên bàn để máy vi tính, xoay tròn xoay chuyển hai lần, sau đó liền bất động bất động. Lão tử thảo ngươi mẹ. Lâm Ngạn Hằng vốn là càng rỡ khuôn mặt tươi cười im bặt đi, cái trán gân xanh xếp lên, tiện tay liền vung lên quán internet ghế dựa, hướng Trương Tử Hằng đập tới. Lâm Ngạn Hằng cử động cực kỳ đột nhiên, không có ai nghĩ đến, ở một cuộc tranh tài sau khi kết thúc, sẽ xuất hiện cảnh tượng như vậy, tuy rằng ở thi đấu tiến hành thời điểm, Trương Tử Hằng cùng Lâm Ngạn Hằng trong lúc đó thì có nhiều lần khóe miệng phát sinh, nhưng này dù sao chỉ là ngoài miệng nói một chút, ai có thể nghĩ tới hiện tại Lâm Ngạn Hằng sẽ trực tiếp động thủ. Ngay ở Lâm Ngạn Hằng xoay vòng cái ghế sắp tụt tay thời điểm, một hai bàn tay đem thủ đoạn của hắn vững vàng khấu trụ. Dạ Phong ở Trương Tử Hằng nói xong động ly ly sau khi liền biết nếu không dịu, quả nhiên lập tức Lâm Ngạn Hằng liền điên rồi tự trực tiếp động thủ, cũng còn tốt hắn cách Lâm Ngạn Hằng tương đối gần, mới đúng lúc kéo hắn lại thủ đoạn. Dạ Phong, ngươi thả ra ta, lão tử ngày hôm nay muốn đánh chết tên súc sinh này lâm ngạn hằng hai mắt đỏ chót liền muốn tránh thoát ngươi muốn làm gì lâm ngạn hằng ngươi không cần loạn đến đánh ta cha ngươi đều không bảo vệ được ngươi trương tử hằng hiển nhiên sợ hết hồn hắn không nghĩ tới lâm ngạn hằng đã vậy còn quá táo bạo trực tiếp liền muốn động thủ làm nhiều chuyện bất nghĩa còn không đi lẽ nào muốn gặp huyết dạ phong vững vàng đem lâm ngạn hằng nắm lấy nhìn có chút kinh hoảng trương tử hằng khinh thường nói Đối với loại này ác liệt con nhà giàu, nhìn nhiều đều là sĩ nhục, tự nhiên sẽ có người tới thu thập hắn. Lâm ngạn hằng, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ta mới là doanh gia, ta cái gì đều có thể thắng ngươi. Nhìn thấy lâm ngạn hằng bị kéo, trương tử hằng mới phản ứng được, một bên lùi về sau, một bên ngoài miệng vẫn cứ kêu gào nói. Chờ đợi lùi tới cửa sau, chạy ra ngoài. Bạch bạch bạch. Hay là bên này ồn ào động tỉnh quá lớn, kỳ lân quán internet bà chủ rốt cục bước tiểu nát bộ chạy ra nhìn lâm ngạn hàng trong tay còn nắm cái ghế nàng mày liễu hơi nhíu hai con sáng sủa lại đẹp để con mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ nói các ngươi xảy ra chuyện gì nơi này là quán internet không phải tiệc quyền quán muốn đánh nhau đều đi ra ngoài đánh dạ phong mau mau buông ra lâm ngạn hàng tay cái ghế dọn xong một bên đánh mặt trên tro bụi một bên luôn mồm xin lỗi thật không tiện thật không tiện, chúng ta nhận tội, chúng ta nhận tội. Hay là nhìn thấy dạ phong khôi hại dáng vẻ, Đổng La Yên vốn là tức giận lập tức hóa thành ý cười, cũng may nàng cố nén ý cười, một lần nữa bản nổi lên mặt nghiêm túc giáp. Hừ, lần sau muốn ở như vậy, liền không nên tới nơi này lên mạng. Sẽ không, sẽ không. Lưu Hạo cùng Vương Gia Huy cũng gấp bận biểu vung vung tay, lâm ngạn hàng động tác quá mức đột nhiên, ngoại trừ dạ phong ở ngoài, bọn họ đều chưa kịp phản ứng bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ làm sao còn có thể để chuyện như vậy phát sinh nữa bởi vì không có phát sinh cái gì hư hao hơn nữa dạ phong ba người vỗ ngực bảo đảm mỹ lệ bà chủ rốt cục không truy cứu nữa chúng ta đi thôi tuổi trẻ bà chủ xoay người sau khi rời đi lâm ngạn hằng mới mở miệng nói ngươi không sao chứ lâm ngạn hằng vương gia huy cẩn thận từng ly từng tí một hỏi dù sao vừa đầy mặt giữ tận lâm ngạn hằng mang đến cho hắn rung động rất lớn. Không có chuyện gì, đi ra ngoài trước lại nói. Bình tĩnh qua đi, lâm ngạn hằng cường xếp đặt một khuôn mặt tươi cười, nói. Dạ phong liếc mắt nhìn miễn cưỡng vui cười lâm ngạn hằng, trong lòng thầm than, hắn tự nhiên biết nguyên nhân trong đó. Đồng ly ly là lâm ngạn hằng cao trung đồng học, dạ phong ở kiếp trước thời điểm cùng lâm ngạn hằng ba năm bạn cùng phòng bên trong cũng chỉ gặp một lần, dung mạo rất thanh tú, cũng rất đẹp. Mà Lâm Ngạn Hằng vẫn luôn yêu thích hắn vị này cao trung đồng học, đồng thời đồng Ly cũng đối với Lâm Ngạn Hằng có chút ý nghĩa, có điều sau đó cùng Lâm Ngạn Hằng đồng nhất cái cao trung trương tử Hằng nhìn thấy đồng Ly sau khi kinh cho nàng khuôn mặt đẹp, liền liền đối với đồng Ly triển khai theo đuổi. Trương tử Hằng theo đuổi, cùng Lâm Ngạn Hằng có thể không giống nhau. Lâm Ngạn Hằng từ cùng đồng Ly Ly giao du trong quá trình, cũng chưa nói với nhà của chính nàng Huống, coi như tình cờ đưa tặng quà, cũng đều là thuộc về để ý lễ vật, cũng không phải quý báu lễ vật. Thế nhưng Trương Tử Hằng theo đuổi, cùng Lâm Ngạn Hằng liền tuyệt nhiên không giống. Đang đeo đuổi Đồng Ly Ly trong quá trình, Trương Tử Hằng có thể nói là tay ngắn ra hết, bất kể là cái gì đại cột hoa hồng, vẫn là các loại hàng hiệu y vật, đều đưa rất nhiều. Đôi này. Chuyện này đối với Đồng Ly Ly loại này gia cảnh bình thường nữ hài tới nói, là một lần trùng kích cực lớn. Rất nhanh, Đồng Ly li li liền hướng Lâm Ngạn Hằng biểu đạt mình muốn biệt ly ý tứ. Sau khi tình tiết, dĩ nhiên là không khó suy đoán, trương tử Hằng đối với Đồng Ly từ đầu tới cuối đều chỉ là vui đùa một chút mà thôi, sau đó biết Đồng Ly mang thai, cũng là cùng Đồng Ly trong lúc đó đi đến cuối con đường. Có điều giả dạ phong biết, Lâm Ngạn Hằng đối với Đồng Lily li vẫn luôn không có quên. Thậm chí ở Đồng Ly nạo thai sau khi, hắn đều nhiều lần bí mật nghe qua đồng ly ly tin tức. Hiện tại trương tử hằng lần thứ hai lấy phương thức này nhấc lên đồng ly ly, lâm ngạn bền lòng bên trong, nên là cảm giác gì? Tháng 9 năm lĩnh thì tuy rằng ban ngày rất nóng, thế nhưng buổi tối gió nhẹ thổi, vẫn tính mát mẻ. Trên đường phố quán bán hàng chờ quán nhỏ đều liều lĩnh đồ nướng yên vị, rất nhiều người đều sẽ chọn ở buổi tối đi ra cùng bằng hữu tán gẫu hồ khản một túi mới thôi một mang theo xuyến đăng quán bán hàng lâm ngạn hằng cố ý muốn dạ phong ba người cùng hắn lại uống một lần hơn nữa thật sự chỉ là cùng hắn uống mà thôi lâm ngạn hằng ngươi đã uống tám bình vẫn là uống ít một chút đi lưu hạo nhìn lâm ngạn hằng một bình tiếp một bình uống hoa tuyết trong đầu có chút sợ hãi hắn cùng vương gia huy đều không rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì tuy rằng từ trương tử hằng trong lời nói có thể suy đoán ra một điểm nguyên do nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi hiện tại lâm ngạn hằng như thế phát rồ tự đến uống rượu bọn họ tự nhiên trong đầu nhìn khó chịu uống say dù sao cũng hơn tan nát cõi lòng được để hắn uống đi dạ phong nhìn đã lộ ra men say lâm ngạn hằng nói rằng cái thứ gọi là tình cảm này thực sự là khó có thể nắm không chỉ là lâm ngạn hằng nói đến chính mình làm sao không phải là đây dạ phong ám thầm thở dài nói dạ phong ta muốn cảm tạ ngươi Đột nhiên, không biết uống bao nhiêu chai bia lâm ngạn hàng rốt cục cũng ngừng lại, vì huân con mắt tập trung dạ phong, nói. Dạ phong không khỏi cười khổ, ta giúp ngươi thắng thi đấu, lại làm cho ngươi chịu càng nặng thương, tính thế nào đều không cần thiết cảm tạ ta đi. Thành thật mà nói, ta chính là tên rác rưởi, ngoại trừ dựa vào lão già tiền ở ngoài, ta không có làm thành quá một chuyện. Liền mình thích người phụ nữ đều không gánh nổi, ta con mẹ nó thật là một rác rưỡi. Nói, Lâm Ngạn hằng đột nhiên rống to lên. Ngươi uống nhiều rồi. Đùng. Dạ Phong đang muốn thân bỏ tay ra Lâm Ngạn hằng bia trong tay thì đã uống say Lâm Ngạn hằng cũng lại không chịu được nữa này như nước thủy triều men say, lập tức ngã vào trên bàn. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta liền chính là huynh huynh đệ. Gió nhẹ thổi qua, thổi tan không trung tràn ngập nhỏ giọng khẽ nói, thổi không tiêu tan dấu ấn kia ở trong lòng xích tử tình. Có lúc, huynh đệ là có thể nói đi ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 16 Điện tử xã Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đại học hoạt động quả nhiên so với chúng ta cao trung thời kỳ muốn nhiều hơn. Ngày thứ hai, 402 thất toàn thể bạn cùng phòng tựa hồ cũng quên tối hôm qua không vui, thậm chí ngay cả đề đều không đề tối ngày hôm qua quán internet phát sinh tất cả. Lâm ngạn hằng, cũng khôi phục một bộ con ông cháu cha giáng dấp ồn ào muốn tham gia điện lại còn xả giáo một đám học sinh tiểu học làm người ngày hôm nay là năm lĩnh đại học báo danh ngày thứ ba thế nhưng trên thực tế phần lớn tân sinh ở hai ngày trước cũng đã đến ngày hôm nay càng nhiều là đại học mỗi cái xã đoàn chiêu thu xã viên tháng ngày đứng bóng cây con đường cái khác một đoàn hai đám đều dựng thẳng lên chỉ chất tấm bản quảng cáo muốn hướng về mỹ lệ học tả bày ra các ngươi cường tráng thân thể sao Muốn để nhiệt tình học tả cho các ngươi hò hét trợ uy sao Màu tới gia nhập bóng rổ xã đi Trở thành trường học minh tinh không phải là mộng Một cái vóc người cao to nam sinh trạm Ở một cái tấm bảng quảng cáo bên thông thạo đánh bóng rổ xã quảng cáo Hiển nhiên không ít luyện tập Cờ vua xã chiêu thu xã viên rồi Ngươi còn ở sùng bái quốc tây chinh chiến tái trường anh tư sao Ngươi còn ở si mê bài binh bày trận thần kỳ sao Màu tới gia nhập cờ vua xã đi cờ vua xã kỳ chờ đến của các ngươi, Tê Cung Đô xã thực sự là náo nhiệt a, à, có điều tham gia những này xã người tốt như cũng không nhiều a. À. Lưu Hạo nhìn bên đường lãnh thanh xã đoàn, mở miệng nói. Dạ Phong nhẹ giọng nở nụ cười, đương nhiên không nhiều, nếu như là hai năm trước, những này xã đoàn phía trước, phỏng chừng đã sớm bu đầy người quần. Thế nhưng tự từ năm trước, Nam lĩnh đại học điện lại còn xã thành lập sau khi, hầu như hết thảy tân sinh cũng bắt đầu gia nhập điện lại còn xã. Thậm chí ngay cả mấy năm trước học trưởng học tả, đều có không ít lui trước kia xã đoàn, bắt đầu gia nhập điện lại còn xã. Trong đó 99% đều là gia nhập anh hùng liên minh. Có thể tưởng tượng, hiện tại anh hùng liên minh trò chơi này, ở Trung Quốc nóng nảy trình độ. Nhưng là ta thật giống không nhìn thấy điện lại còn xã chiêu thu xã viên địa phương A. Vương Gia Huy bốn phía nhìn một chút, nghi ngờ nói. Dạ Phong chỉ chỉ lớp học nói. Điện lại còn xã chiêu thu học viên địa phương, ở phía trên trong phòng học. Điện lại còn xã ở năm ngoái phát hiện tham gia xã đoàn người số lượng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ sau khi, năm nay liền đem báo danh địa phương thiết lập ở trong phòng học, bằng không ở bên ngoài thiết một báo danh điểm, e sợ muốn tạo thành cái gì dẫm đạp sự cố. Qua wow, nhiều người như vậy. Dạ Phong ở ký ức chỉ đạo dưới, đi tới một chứa đựng hơn 100 người phòng học, quả nhiên bên trong đã tọa đầy người. Lâm Ngạn Hằng, Lưu Hạo ba người đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngay người. Cũng là, bọn họ ai cũng không nghĩ ra, một xã đoàn, dĩ nhiên sẽ có nhiều người như vậy báo danh tham gia, thậm chí cao hơn bọn họ trung thượng khóa người còn nhiều hơn. Bạn học mới tới không muốn ồn ào, xin mời tự mình vào chỗ, chờ ta đọc xong điện lại còn xã xã quy, chính là báo danh vào xã thời gian. Trạm đang bục giảng trên, tự nhiên không phải chân chính đại học giáo sư. Mà là một xem ra ước chừng 18-19 tuổi nữ sinh, cô nữ sinh này, thân cao chỉ có một m 6 không tới, một con rối tung tóc dài, một tấm la lị khuôn mặt thêm vào nhàn nhạt trẻ con phì, quan trọng nhất chính là, cái này la lị trước ngực, là sóng lớn mãnh liệt. Mỹ nó, người Mỹ nữ này sẽ không cũng là điện lại còn xả đi, điện lại còn xả có nhiều Mỹ nữ như vậy sao, lẽ nào ta chung thân hạnh phúc liền muốn ở điện lại còn xả bên trong giải quyết sao bốn người chọn xong chỗ ngồi sau khi lưu hạo nhìn trên bục giảng tiểu la lị trên mặt lộ ra ngóng trong biểu hiện si mê nói con chuột ngươi đừng buồn nôn mỹ nữ loại này cấp bậc chỉ có bổn công tử mới có thể xứng với ngươi cũng đừng mơ hảo lâm ngạn hằng không chút khách khí đã kích nói thiết vậy cũng chưa chắc có thể người khác yêu thích chính là ta loại này chính trực người đàn ông tốt cũng không nhất định. Lưu hạo hào không chịu thua. Dạ phong nhìn trên đài la lị nữ sinh, trong đầu tự động xuất hiện kỹ tiểu nam ba chữ đến, liên quan với nữ sinh ký ức cũng như thủy triều vọt tới, tràn đầy ấm áp cùng hoài niệm. Nói chung, gia nhập chúng ta điện lại còn xã sau khi, hết thảy xã viên đều muốn hổ ban hỗ trợ, cộng đồng xây dựng chúng ta năm lĩnh đại học điện lại còn xã vẻ đẹp bầu không khí. Tiểu La Lệ đọc xong một điều cuối cùng xã quy sau khi, hết thảy tân sinh đều vỗ tay. Dạ phong bốn người tự nhiên cũng theo vỗ tay. Được rồi, hiện tại chính là báo danh gia nhập điện lại còn xã phân đoạn, bởi đại gia đều là tân sinh vào xã, hết thảy trải qua chúng ta điện lại còn xã toàn thể quyết định, tại hạ thứ sáu chúng ta sẽ cử hành một tụ hội nghi thức, hết thảy tân sinh cần giao nộp 20 nguyên phí dụng. Thành thật mà nói, Trương Tiểu Nam rất không muốn ở vào đoàn nghi thức trên cùng đại gia đề tiền, nàng luôn cảm thấy nếu như mình đang ngồi ở dưới đài, như vậy nhất định sẽ cảm giác dị thường phản cảm, phi thường phản cảm. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không biết, hoặc là nói từ không để ý quá mị lực của chính mình. Không thành vấn đề, giao 20 đồng tiền là nên, mỹ nữ, xin hỏi ngươi tên là gì a? À? Đúng đấy đúng đấy, mỹ nữ có bạn trai chưa có a, à? chúng ta siêu ca muốn mời ngươi buổi tối ăn cơm một ít tân sinh bắt đầu ồn ào nói vốn là đề tiền ai cũng sẽ không hài lòng thế nhưng nếu như là mỹ nữ loại này cấp bậc vậy thì hoàn toàn khác nhau chỉ ít dạ phong đã nhìn thấy lưu hạo cùng vương gia huy một mặt vinh hạnh bắt đầu từ trong bao tiền bỏ tiền a à, ta đây còn biểu lộ mùi thơm nhân dân tệ a à, mời đến ngươi nữ chủ nhân nơi nào đây đi lưu hạo thâm tình chân thành đối với trong tay hai mươi nguyên đại sao nói rằng say sư gián dấp rất là muốn ăn đòn ta không quen biết hắn dạ phong nhìn thấy phía trước có mấy cái nam sinh xoay đầu lại vội vã cùng lưu hạo bỏ qua một bên quan hệ trong lòng nhưng nghĩ sau đó hòa thân như thế nào cùng kỷ hiểu lâm chào hỏi đây trên bục giảng tiểu la lì cùng hai cái trợ thủ dạng nam sinh đã bắt đầu rồi ghi chép báo danh tham gia điện lại còn xã đồng học bởi dạ phong bốn người bọn họ lựa chọn đều dựa vào sau vị trí còn không thể nhanh như vậy đến phiên bọn họ dạ phong các ngươi nói bổn công tử sau đó nên lấy ra sao tư thái cùng ta mỹ lệ tiểu muội muội chào hỏi đây. Lâm Ngạn Hằng đối với Dạ Phong đạo, không hề chú ý Lưu Hạo cùng Vương Gia Huy ánh mắt bắt nạt. Dạ Phong trong lòng chọc cười, còn tiểu muội muội, Kỷ tiểu nam tuy rằng nhìn kiều tiểu nhu nhược, nhưng trên thực tế đã là đại ba học sinh, so với bọn họ muốn đầy đủ lớn hơn hai giới. Có điều Dạ Phong cũng biết, Kỷ tiểu nam trên thực tế có chút ngốc bẩm sinh, đối với rất nhiều sinh hoạt lẽ thường đều sẽ thường thường làm hỗn, lại phối hợp nàng một bộ la lị khuôn mặt, rất dễ dàng khiến người ta lẫn lộn nàng tuổi tác. Lâm Ngạn Hằng đem nhầm kỹ tiểu nam xem là tân sinh, cũng rất bình thường. Cái kế tiếp Đợi được già phong phía trước một vị đồng học công việc vào xã được rồi sau khi, rốt cục đến phiên già phong. Tên Kỹ tiểu nam cầm viết ký tên cuối đầu, giống nhau bình thường nói nàng ngày hôm nay chỉ đâm một tiểu cột bím tóc, đơn giản dùng dây thun quyển một hồi, một bó bím tóc hướng lên trời mà đứng, xem ra cực kỳ giống Nhật Bản anime phong cách nữ chủ, đặc biệt là trước ngực gồ lên đảng quần áo, khiến người ta ánh mắt khó có thể dời. Làm sao, kỹ hiểu lam đồng học không nhớ rõ ta sao? Dạ Phong có ý định chọc ghẹo, cố ý cắn lưỡi niệm lăn lộn một âm. Là kỹ tiểu nam, không phải kỹ hiểu lam, ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? có điều ngươi xem ra đúng là rất như hòa thân. Kỷ Tiểu Nam nghe được Dạ Phong trêu chọc, ngay lập tức sẽ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt trẻ con phì trên mặt tràn ngập tức giận, nhìn chằm chằm Dạ Phong ánh mắt thật giống một con hổ con, tim tim răng nanh nhỏ cắn rất căng. Mị nó, Dạ Phong thậm chí ngay cả nhân gia tên đều biết, Kỷ Tiểu Nam, cỡ nào tên dễ nghe a, à, lại bị hắn gọi thành Kỷ Hiểu Lam lão già kia. Dạ Phong âm thanh tuy rằng không lớn thế nhưng kỷ tiểu Nam là nén giận chất vấn hơn nữa cả lớp duy trì yên tĩnh tự nhiên tất cả mọi người cũng nghe được lâm ngạn hàng ba người quả thực vô cùng đau đớn cái này dạ phong có biết hay không cái gì gọi là thân sĩ đem một như thế xinh đẹp như hoa tiểu la lị gọi thành lão già ừ nguyên lai gọi kỷ tiểu Nam a à, ai ta còn tưởng rằng là kỷ hiểu lam đây là ta nhận sai kỷ tiểu Nam học tả dạ phong xem đến phía dưới từng cái từng cái ánh mắt đầy sát khí biết tình huống không ổn, nam tính động vật một khi nổi giận vẫn là rất nguy hiểm, đặc biệt là, là nhiều như vậy nam tính động vật đồng thời nổi giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 17 Kỷ Tiểu Nam Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Hừ, này còn tạm được. Kỷ Tiểu Nam nghe được dạ phong xưng hô hắn học tả, một mặt sắc mặt giận dữ lúc này liền tan thành mây khói, hai con mắt hiếp thành nguyệt nha nhi. Dạ Phong trong lòng cười thầm, hắn biết Kỷ Tiểu Nam bởi kiều tiểu nhu nhược thân cao cùng la lị giống như khuôn mặt, bất kể là so với nàng đại vẫn là nhỏ hơn nàng đồng học đều sẽ coi hắn là thành học muội, cho nên nàng vui vẻ nhất chính là người khác gọi nàng học tả. Kiếp trước Kỷ Tiểu Nam từng lén lúc cùng Dạ Phong đã nói, nàng tương lai tìm bạn trai, liền nhất định phải tìm một nhỏ hơn nàng, có thể mỗi ngày gọi nàng học tả. Mị nó, ta nữ thần ngươi làm sao có thể đối với nam nhân khác lộ ra như thế mê người khuôn mặt tươi cười đây à ta tâm đều nát một tòa khá cao nam sinh nhìn thấy kỹ tiểu nam nét mặt tươi cười như hoa dáng vẻ ngụm nước đều muốn lưu lại Si ngốc nói rằng không được không được dạ phong tiểu tử này liền mỹ lệ la lị đồng học tên đều biết đến tột cùng còn đầy chúng ta bao nhiêu không biết đồ vật tối về nhất định phải nghiêm hình bức cung ghế hung. đoạn đầu đài nặc tay cấp bậc Lâm ngạn hàng ba người cắn răng nghiến lợi nói, thật giống dạ phong làm chuyện gì thương thiên hại lý. Sau đó vào xã nghi thức liền như thường lệ tiến hành rồi, ngoại trừ mấy cái lớn mật nam sinh hướng về kỹ tiểu nam muốn số điện thoại bị cự tuyệt ở ngoài, toàn bộ vào xã nghi thức vẫn tính thuận lợi. Được rồi, ngày hôm nay điện tử xã vào xã nghi thức đến đây là kết thúc, mặt khác ta muốn tuyên bố một cái tin, trải qua xã trưởng cùng trường học nhiều mặt giao thiệp. Nam lĩnh đại học quyết định vì chúng ta điện tử xã chế tạo một cao bố trí thi đấu thất, hiện tại còn đang sửa chữa ở trong, chúng ta hiện nay phòng huấn luyện tạm thời ở kỳ lân quán Internet tiến hành, đợi được điện lại còn thất trang trí xong xuôi, đến thời điểm sẽ trở lại điện lại còn thất ở trong huấn luyện. Kỷ tiểu Nam nói, mẹ nó, trường học còn chuyên môn vì chúng ta điện lại còn xã chế tạo bố trí thất. Không phải chứ, Nam lĩnh đại học, ngươi là phải đem cứu vớt vọng ẩn thiếu niên trách nhiệm giao cho ta sao? Đừng tự yêu mình, không chỉ là chúng ta nam lĩnh đại học, năm ngoái ta đường ca nghỉ hè thời điểm nói với ta, hiện tại rất nhiều trường đại học cũng đã bắt đầu thành lập điện lại còn thất, anh hùng liên minh trò chơi này đối với điện lại còn ảnh hưởng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, Trung Quốc còn chỉ là thành lập điện lại còn xã mà thôi. Nước Mỹ rất nhiều trường học đã bắt đầu giảng điện lại còn gia nhập tăng cường học nên bên trong một ít học sinh dồn dập bắt đầu thảo luận, dù sao, trường học vì là học sinh kiến tạo điện lại còn xã, đây tuyệt đối có có tính lẫn lộn ý nghĩa. Thử nghĩ, ai ở cấp 3 thời điểm lén lút đi quán Internet lên mạng thời điểm bị lão sư sau khi biết không phải thông báo gia trưởng cộng thêm cả lớp phê bình. Thế nhưng hiện tại, trường học không chỉ có không lại quản ngươi, còn muốn đích thân vì ngươi kiến tạo điện lại còn xã, khái niệm này nghĩa là gì? chúng ta có muốn hay không đi kỳ lân quán Internet nhìn, vừa mỹ nữ la lị đồng học không phải nói sao, điện lại còn xã chủ lực tất cả đều ở kỳ lân quán Internet huấn luyện đây. Đi ra phòng học, Lưu Hạo nói. Hắn đánh hơn một năm bài vị, còn chỉ là cái thanh đồng, đối với cao thủ, có bản năng sùng bái, nghe nói điện lại còn xã chủ lực chính đang kỳ lân quán Internet huấn luyện, ngay lập tức sẽ trong lòng ngứa. Đúng đấy đúng đấy, nhìn điện lại còn xã chủ lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu vương gia huy hiển nhiên cũng rất muốn đi đương nhiên muốn đi nhất vẫn là dạ phong nếu chủ lực đều ở huấn luyện vậy hắn tương lai bạn gái tự nhiên không thể vắng chỗ lâm ngạn hằng nhìn một chút thời gian cười ha hả nói các ngươi đi thôi ta liền không đi dạ phong đối với hắn gật gù nhìn thấy vương gia huy cùng lưu hạo còn muốn lối ra mở miệng truy hỏi lập tức nói chúng ta đi thôi các ngươi không phải muốn nhanh lên một chút nhìn thấy cao thủ trong lúc đó quyết đấu sao? Hắn biết, Lâm Ngạn Hằng đây là muốn đến xem vừa đánh xong thai đồng ly ly, lấy Lâm Ngạn Hằng tính cách, nếu như truy hỏi lên, cũng chỉ là đồ thêm lúng túng mà thôi. Lâm Ngạn Hằng cảm kích liếc mắt nhìn dạ phong, liền xoay người rời đi. Kỳ lân quán Internet, dạ phong ba người đương nhiên sẽ không xa lạ, ngoài trừ dạ phong hơn ba năm ký ức ở ngoài, Lưu Hạo cùng Vương Gia Huy cũng là tối hôm qua vừa ở đây cùng Trương Tử Hằng tiến hành rồi một hồi đại chiến. Mỹ nó, điện lại còn xả người thật sự ở đây sao, sao rất giống không nhìn thấy a. À? Kỳ lân quán internet, Lưu Hạo cùng Vương Gia Huy liếc mắt nhìn, kết quả phát hiện đều là một ít tán loạn player đang tiến hành game, căn bản không có điện lại còn xả chủ lực ở huấn luyện a. À? Dạ Phong cũng có chút bất ngờ, nhưng nhìn một vòng sau khi, sau đó liền vỗ trán một cái điện lại còn xã vừa mới bắt đầu ở kỳ lân quán Internet lúc huấn luyện, hẳn là ở lầu 2. Đi mặt trên nhìn. Điều này cũng không trách hắn, dù sao ở quán Internet huấn luyện tháng ngày là rất ngắn ngủi, hơn nửa ba năm qua đi, hơn nửa lúc đó dạ phong đối với điện lại còn xã cũng rất chưa quen thuộc, có thể nhớ tới đến là tốt lắm rồi. Ba người đi về phía thang lầu, đi ngang qua quầy ba thời điểm, dạ phong lưu ý một hồi, quả nhiên, quán Internet bà chủ còn ở đồng dạng di động trước thông thạo thao tác game. Đi tới lầu 2, lập tức, bọn họ ở một loạt di động bên cạnh nhìn thấy rất nhiều người chính đang vây xem. Nhất định chính là này. Lưu Hạo nhìn thấy tuy rằng có thật nhiều người, thế nhưng là dị thường không khí yên tĩnh, lập tức cũng khuếch đại nhỏ giọng nói. Dạ Phong gật gù, ba người cẩn thận từng ly từng tí một tiếng đến đoàn người bên, liền nhìn thấy, một loạt chỉnh tề màn ảnh lớn computer cùng năm cái ngồi trước máy vi tính player đều xuất hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Mộng Hi, Dạ Phong ánh mắt nhưng không kìm lòng được chuyển qua bên cạnh một cầm notebook liên tục ghi chép nữ sinh trên người. Cô nữ sinh này, trên người mặc một bộ màu lam nhạt váy, tóc trát thành đang đuôi ngựa, xem ra tràn ngập thanh xuân cùng sức sống. Cứ việc bởi thị giác nguyên nhân, Dạ Phong chưa hề hoàn toàn thấy rõ khuôn mặt của nàng, thế nhưng ba năm người yêu như thế nào sẽ nhận sai. Đáng tiếc người ở đây quá nhiều, và dạ phong căn bản không có cơ hội đi tới chào hỏi. Đẹp đẽ. Lão đại uy vũ. Lý ca phản tồn cũng rất đẹp a, à, nghe nói Lý ca trước đây là đi đường giữa, không nghĩ tới đánh giả cũng lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, Lý ca nhưng là chúng ta điện lại còn xã đoạn vị cao nhất tuyển thủ, đương nhiên lợi hại. Vào lúc này. Điện lại còn xã đội viên ở trong khi huấn luyện tốc cùng đánh giả làm ra một cái tinh diệu phối hợp, nắm lấy đối diện một làn sóng mạnh hơn giết tới đang cơ hội, phản tồn thành công, kết quả đối diện hai người đều bị giết chết. Quan chiến mọi người, tự nhiên là miễn không được một làn sóng ủng hộ. Trước mấy vi tính năm người, Dạ Phong cũng đều biết, top là điện lại còn xã xã trưởng, hứa uy, càng quan trọng chính là, hắn vẫn là hứa mộng Hikaka, đời trước Dạ Phong sợ nhất người bởi vì mỗi lần gặp gỡ hứa uy đều sẽ không cho hắn sắc mặt tốt xác thực bất luận ai mùi mùi thích một không thiết thực chỉ biết là ảo tưởng nam nhân làm ca ca e sợ đều sẽ không hài lòng ngoại trừ tóc hứa uy ở ngoài đánh giả càng là dạ phong số một tình địch gọi là lý nguyên tuấn ở hứa mộng hy tiến vào năm lĩnh đại học sau khi liền vẫn là nàng trung thật nhất người theo đuổi coi như hứa mộng hy sau đó lựa chọn dạ phong lý nguyên tuấn cũng chưa từng buông tha hai người kia đẳng cấp đều là điện một đại sư đẳng cấp, có thể nói là anh hùng liên minh bên trong đứng trên tất cả một nhóm tuyển thủ, thậm chí có thể tham gia nghề nghiệp chiến đội chiêu mộ thí huấn, trở thành tuyển thủ nhà nghề, cũng không phải là không có khả năng. Còn lại AJC, MIT, cùng với phụ trợ, thì lại đẳng cấp hơi hơi thấp một chút, có điều thấp nhất, cũng là kim cương ngũ đẳng cấp. Đối với ở chen chút trong đám người quan xem so tài, dạ phong đương nhiên là rất không thích, hắn nhưng là đến xem bạn gái hả? Dạ Phong chuẩn bị trước tiên lúc trời đi, nhìn thấy kỷ tiểu nam chính lôi kéo một rất không tình nguyện nam sinh rời đi lầu 2. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 18 Giúp đệ để ta chơi một ván Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngươi không phải tổng nói với ta ngươi ở năm lĩnh đại học điện lại còn xã là nhân vật có tiếng tâm sao, tìm cho ta cái đại chơi người đều như thế khó khăn sao. Kỳ lân quán Internet ở ngoài, một ăn mặc đồng phục học sinh, 16, 17 tuổi nam hài lo lắng mà oán giận nói. Vào giờ phút này, kỷ tiểu nam chỉ cảm thấy rất quan ức, vì bảo hộ chính mình ở đệ đệ trước mặt hình tượng, mỗi lần nghe được đệ đệ đàm luận anh hùng liên minh thì, nàng đều là sẽ khoe khoang một phen, đem mình nói thành là nam lĩnh đại học điện lại còn xã một tả, ở nam lĩnh đại học điện lại còn xã là làm sao một câu thiên kim, nói năng có khí phách vân vân. Thế nhưng, nàng vậy cũng chỉ là thổi thổi mà thôi khoác lát sẽ phạm pháp sao không thể nào có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới có một ngày chính hắn một đệ đệ sẽ đến làm cho nàng hỗ trợ tìm người cho hắn đại đánh một ván game nếu như chỉ là lúc bình thường nàng nếu như mở miệng cùng điện lại còn xã chủ lực môn nói một chút cũng không coi là bao nhiêu đại sự thế nhưng hiện tại điện lại còn xã chủ lực đều ở huấn luyện a nàng cũng không thể chạy đi nói với người ta tạm dừng từ bỏ huấn luyện trước tiên giúp đệ đệ ta đại đánh một ván chướng câu nói như thế này kỷ tiểu nam là tuyệt đối không nói ra được nàng lại không phải cái gì ngực lớn nhưng không có đầu óc người nàng là ngực đại cũng có não người tốt không tốt ồ này không phải kỷ tiểu nam học tả sao tại sao lại ở chỗ này cùng bạn trai tán gẫu a à? ai nếu như điện lại còn xả đám kia các bạn học biết rồi phỏng chừng đều muốn đau lòng rơi lệ coi như nàng làm khó dễ thời điểm bên tai đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc kỷ tiểu nam ngẩng đầu lên không phải là vừa ở trong phòng học trêu chọc quá nàng bại hoại sao là ngươi kỷ tiểu nam sắc mặt vui vẻ thế nhưng lập tức có mờ đi chính mình thực sự là cuốn lên hắn chỉ có điều là vừa gia nhập điện lại còn xã tân sinh mà thôi làm sao có khả năng là cái gì cao thủ đệ đệ của nàng muốn đại đánh nhưng là hoàng kim cục bài vị nếu như câu này lại thua đệ đệ hắn phỏng chừng đời này đều ở nữ sinh kia trước mặt không nhấc nổi đầu lên Dạ Phong đương nhiên không biết đôi này. Chuyện này đối với tỷ đệ hai đang bàn luận cái gì, thế nhưng Kỷ Tiểu Nam sắc mặt biến hóa nhưng không có tránh được con mắt của hắn, tựa hồ là gặp phải khó khăn gì sự. Hắn không phải bạn trai ta. Ai, nói cho ngươi cũng vô dụng. Ngươi ngày hôm nay vừa vào xã, vẫn là trước tiên đi theo điện lại còn xã xã viên môn chào hỏi đi. Kỷ Tiểu Nam hiện tại cũng không tâm tình cùng Dạ Phong mù khản, một bộ buồn bã yếu xìu dáng dấp. Dạ Phong cười ha hả nói. Vậy cũng không nhất định, có thể ta có thể giúp đỡ bận biểu đây, có điều nói cẩn thận, nếu như là sắc dụ bạn học nữ cái gì, ta có thể muốn suy nghĩ thật kỹ nha. Ai muốn ngươi sắc dụ bạn học nữ? Kỷ tiểu nam vội và giải thích, sau đó liền biết, dạ phong lại là đang nhạo bán nàng, cúi đầu nói. Là đệ đệ ta, muốn tìm điện lại còn xã chủ lực giúp hắn đánh một bàn game, này bàn game đối với hắn rất trọng yếu cũng không nhất định nhất định phải điện lại còn xã chủ lực A, chỉ cần có thể ở hoàng kim đẳng cấp CARRI, dẫn dắt đội hữu thắng lợi, là được. Nam sinh vội vã lên tiếng nói, tự hồ là nguyên bản vô vọng lại lần nữa giấy lên hy vọng. Hóa ra là chơi một ván game A, nếu là kỹ tiểu Nam học tả yêu cầu, cái kia tin tưởng ta nhất định không thành vấn đề. Dạ Phong cố ý kéo dài thanh âm nói. Ngươi được không? Ta đánh không phải là thanh đồng bài vị, là hoàng kim bài vị nam sinh mang theo nghi vấn hỏi kỷ tiểu nam nhìn thấy cảnh tượng này cắn răng nói đương nhiên không có vấn đề dạ phong nhưng là kim cương phân đoạn đại thần giúp ngươi đánh một ván hoàng kim cuộc thi xếp hạng khẳng định không có vấn đề thật sự nam sinh như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng giống như vậy lập tức kéo dạ phong quần áo liền muốn tiến vào kỳ lân quán internet dạ phong trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc cô nàng này đoán vẫn đúng là chuẩn quán internet bên trong kỹ tiểu nam thuần túy là cuốn lên mới sẽ đối với đệ đệ nói láo trong lòng nghĩ nếu như dạ phong xấu mặt cái kia nàng cũng không thể chỉ lo thân mình kiên quyết theo lại đây tiến vào quán internet sau khi nam sinh cho dạ phong cùng kỹ tiểu nam đánh cái xuỵt thủ thế lôi kéo hắn đi tới một đài di động phía trước làm đi chính hắn thì lại ngồi ở bên cạnh đồng thời cầm lấy tai nghe này trương ly ly có thể nghe được sao? Ân, ta vừa đột nhiên đau bụng, trên phòng rửa tay. Làm sao có khả năng, vừa cái kia một cái là quán internet chuột hỏng rồi, ta đã đổi mới rồi chuột, cái này bảo đảm mang ngươi thăng cấp. Nam sinh vừa hướng tai nghe nói chuyện, một bên ra hiệu dạ phong bắt đầu mời bài vị. Dạ phong mở ra game tài khoản bạn tốt giới, trong đó chỉ có một người gọi là ta vì là tê mô mang muối hào là bạn tốt bên trong duy nhất một chưa bắt đầu game nghĩ đến chính là nàng. Click yêu xin gia nhập game, rất nhanh hai người liền đồng thời tiến vào chờ đợi bên trong. Từ người đứng xem thì giác đến xem, hiện tại dạ phong cùng nam sinh phân công cũng thật là đặc biệt sáng tỏ, tuy rằng game là dạ phong đang đùa, nhưng là cùng tai nghe bên trong vị kia gọi Lily li câu thông nhưng là kỹ tiểu nam đệ đệ. Ngồi ở một bên khác kỹ tiểu nam trong lòng thì lại vẫn ở bồn chồn, thậm chí đã bắt đầu hối hận rồi, Dạ Phong chỉ có điều là vừa gia nhập điện lại còn xã tân sinh, chính mình làm sao có thể tùy tiện liền đem hắn kéo tới đánh Hoàng Kim đẳng cấp cuộc thi xếp hạng đây, hơn nữa, còn muốn Dạ Phong CARRI muốn CARRI Hoàng Kim đẳng cấp bài vị, không có kim cương trình độ, vẫn đúng là không có cách nào bảo đảm. Bởi vì Hoàng Kim bài vị, vì lẽ đó không có thời gian bao lâu, liền đi vào ban tuyển bước đi. Kỷ Tiểu Năm ngày hôm nay không biết văn cái gì nước hoa ngồi ở dạ phong bên cạnh, luôn có một luồng nhàn nhạt hương vị ở treo chọc mũi của hắn, rất thơm, đồng thời còn che lấp quán internet bên trong vết mồ hôi vị. Người đánh vị trí nào, Lily? Vào lúc này, bên cạnh kỹ tiểu nam đệ đệ còn ở cùng trong ống nghe vị kia trong lòng tình nhân câu thông. À, người muốn tê mô phụ trợ. Đối diện top là cơ khí miêu, rumber, bờ, người xác thực không tốt đánh, vậy cũng tốt, ta đến đánh AJC, yên tâm, không thành vấn đề hoàng kim cục bài vị mà thôi ta có thể c-a-r-r-i. có một vị kim cương đại thần ở đại đánh kỷ tiểu nam đệ đệ không chút khách khí bắt đầu thổi nói dạ phong ngươi cũng không nên đi dây xích học tả xin nhờ ngươi nếu như giúp đệ đệ ta thắng học tả liền nợ một món nợ ân tình của ngươi vào lúc này kỷ tiểu nam đột nhiên nằm nhòi dạ phong bên tai mang theo lo lắng nhỏ giọng nói hỏi bên cạnh nhàn nhạt mùi thơm hơn nữa kỷ tiểu nam bác ghé vào lỗ tai hắn thời điểm trước ngực như xúc như cách ma sát dạ phong trong đầu chỉ có một câu nào đó giải thích tên trích lời này ba không thiệt thòi dạ phong phân ở lầu ba làm kỷ tiểu nam đệ đệ ở trong ống nghe nói rồi chính mình muốn đánh AJC sau khi dạ phong liền lập tức đánh cục thoại ba l lâu AJC. hoàng kim đẳng cấp cuộc thi xếp hạng cùng thanh đồng bạch ngân đã có không nhỏ khác nhau tối thiểu như cái gì nào đó nào đó lâu mít không cho sẽ đưa bên trong lời đã rất ít xuất hiện, thế nhưng tình cờ, vẫn là sẽ xuất hiện hai người muốn một vị trí tình cảnh. Ngay đêm đó Phong đánh ra tầng 3 AJC thời điểm, phía dưới liền xuất hiện một câu nói khác, 5L chỉ có thể AJC. Rất rõ ràng, tầng 5 tuy rằng không có nói không cho sẽ đưa loại hình, nhưng ý tứ của những lời này kỳ thực hàm có không ít uy hiếp ý tứ ở bên trong, chỉ có thể AJC, ý tứ chính là những vị trí khác chính là Khanh. Kỷ Tiểu Nam đệ đệ, ngay lập tức sẽ lộ ra làm khó dễ vẽ mặt, hắn đã cùng Trương Lily đã nói, mình có thể C -A -R -R i hiện tại nếu như đem vị trí nhường ra đi, lời này tính phục độ, rõ ràng liền xuống hàng rồi một đoạn dài. Dạ Phong tự nhiên hiểu rõ hiện tại tâm tình của hắn, ngón tay Như Phi ở trên bàn gõ gõ ra một hàng chữ đến. Không liên quan, tầng năm ngươi tuyển ác đi Mit, ta đến C -A -R -R i Già dạ Phong tự nhận là lấy chính mình biết điều khiêm tốn thật phẩm cách tới nói, là không muốn đánh ra như vậy trang 13, thế nhưng vì nhân sinh của người khác hạnh phúc, điểm ấy hy sinh liền không tính là gì. Tốt lắm, liền xem ngươi CARRI, ta đã nằm xong tư thế, nằm thắng ý tứ. Và dạ Phong cười khẽ, cái này tận năm, rõ ràng là ở nhìn hắn chuyện cười. Xác thực, anh hùng liên minh trò chơi này, khẩn bằng một người lại như thắng được thi đấu, quá khó khăn song song, mỗi lần thăng cấp tái liền đụng tới khanh hàng, cái này lại là 20 đầu. Đúng đấy, trò chơi này học sinh tiểu học quá nhiều, cầu cường lùi. Đại gia không muốn ầm ĩ, cho ta triệu nhật thiên một bộ mặt, câu này để cho ta tới CARRI, các ngươi đừng nhúc nhích. Đúng. Một thanh âm vang lên lượng tiếng nhắc nhở, báo trước dạ phong bắt đầu tuyển người, mà dạ phong không chút do dự nào, ngón tay giữa nhằm vào một giữ lại Genia cảm cỏ nhỏ hồ ảnh chân dung, điểm xác định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Chương 19 Hoan nghênh Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Raven ngươi sẽ chơi cái này anh hùng sao, ta nghe nói cái này anh hùng rất khó chơi. Ngay ở dạ phong xác định ứng cử viên sau khi, trong ống nghe, trường li liên nghi vấn nói. Đương nhiên, yên tâm, ta cỡ lớn nhưng là kim cương đẳng cấp, mà người trên phân, tuyệt đối không thành vấn đề. Kỷ tiểu nam đệ đệ dùng sức cổ suý. Ngược lại ngồi ở bên cạnh mình chính là kim cương đại thần, hắn sợ cái gì? Mà kỷ tiểu nam nhìn dạ phong cái kia tràn ngập tự tin gò má, trong lòng lo lắng tự hồ cũng đang chậm chậm tiêu tan, có thế, hắn thật sự rất lợi hại đây. Ban tuyển xong xuôi, dạ phong ở đà phối tốt phù văn bên trong chọn một bộ đáng tin nhất, lại điểm một bộ thiên phú, game, chính thức tiến vào chọn đọc tiến độ trong hình. Lần này giả phong ở màu tím mới, ngoài trừ hắn tuyển The Raven ở ngoài, phụ trợ không cần phải nói, là anh hùng liên minh bên trong tối được nữ sinh hoang nghênh tiểu tê mô, mít nhưng là Adgeray, top Manfeet, cùng với đánh giả Yavan 4. Đối diện cùng hắn đối với tuyến hạ bộ là Lucian, tục xưng Obama, phụ trợ Sona, mít Annie, top vần cùng với đánh giả panthen. Thành thật mà nói, lần tranh tài này, liền đội hình mà nói, dạ phong cảm thấy coi như là kỹ tiểu nam đệ đệ chính mình lên sân khấu, cuộc tranh tài này đều là thắng nhiều thua ít. Đương nhiên, đây là hắn ở game bắt đầu 3 phút trước ý nghĩ. Fritbo 3 phần linh 10 giây, trung lộ phát sinh một huyết, dạ phong chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn đánh dết so với, liền không quá quan tâm kỹ càng. Thế nhưng, top cùng đánh giả liền ngồi không yên. Trung lộ cẩn thận một chút, không muốn đưa. Trung lộ chờ ta, đừng lên. Bài vị bên trong, dạ phong chính mình là rất đáng ghét đang bị giết thời điểm những vị trí khác bắt đầu ám phúng, này sẽ để cho mình vốn là nỗi nóng tâm tình càng thêm khó chịu. Gray ngoài ý muốn không có nhiều lời, mà là mua hồng lam dược chi sau kế tục lo dinh. Bá. Vào lúc này, làn sóng thứ hai binh bị dạ phong bù đến hai cái sau khi, Draven, đã cấp hai. Draven cái này anh hùng, có thể nói là AJC bên trong nhất là đặc biệt một, cấp 2 the cũng đã mạnh phi thường, hơn nữa Dạ Phong thực lực chân thật, đối diện Lucian đã không thể nào dám đi lên bù binh. Để hắn không nói gì, là phụ trợ Temo, từ khi đi tới tuyến trên sau khi, liền vẫn trốn ở trong bụi cỏ, nằm ở ẩn thân trạng thái, vừa không tiêu hao đối diện, cũng không giúp Dạ Phong bù thương tổn. Điều này làm cho Dạ Phong nhớ tới kiếp trước nhìn thấy một mảnh thiếp mời một player mang em gái trên phân huyết lệ sử, ngày đó thiếp mời chủ nhân nhắc tới, mình và em gái hai người đặt xuống đường, em gái lựa chọn một tê mô phụ trợ, từ login bắt đầu, liền vẫn trốn ở người khác giả khu, mãi cho đến đừng tái kết thúc, cũng không có hiện thân. Sau đó thua trận thi đấu sau, cái kia player lấy dũng khí hỏi mùi chỉ một câu. Ngươi làm sao vẫn không ra A? À? Kết quả mùi chỉ trả lời. Bởi vì ta là người mắc A. À? tê mô ẩn thân có thể xem tầm nhìn tên kia nam sinh nhất thời bị lôi đến trong cháy ngoài mềm dạ phong đương nhiên sẽ không đần độn đi hỏi mùi chỉ tại sao không ra hỏi mùi chỉ tại sao bản thân liền là một trức có vấn đề vấn đề hơn nữa dạ phong câu này cũng không có hy vọng mùi chỉ có thể giúp hắn cái gì đại ân bằng không hắn cũng không sẽ chọn ra the raven chỉ cần ở đánh lúc thức dậy tê mô có thể đem trí manh suý cho đối diện lucian vậy cho dù là không phụ lòng hắn chờ mong mặc dù đối với diện biết rồi Temo liền trốn ở Thảo bên trong, thế nhưng bởi Temo thời gian dài không xuất hiện, Lucian cùng Sona hai người cũng dần dần mà lá gan bắt đầu lớn lên. Trên thực tế Sona cùng Lucian là phi thường hung hăng hai cái hạ bộ tổ hợp, nếu như chân chính đánh tới đến, Draven cùng Temo cũng không có chắc thắng nắm, đương nhiên, đó là chỉ song phương player thực lực tương đồng, và dạ phong sự khống chế Draven, một bên vững vàng bù binh. Một bên thừa cơ điểm đối diện Lucian đây chính là The ra vận bình A, đòn công kích bình thường Đã từng giả phong nhớ tới từng thấy một chuyện cười Có người ở tai ba bên trong làm cái điều tra, hỏi Ngươi cảm thấy cái nào Ajese skill đánh người hiểu rõ nhất Nữ cảnh sát hòa bình sứ giả Lucian nhập vào cơ thể thánh quan Duy Lulus đâm xuyên chi tiễn The ra vận bình A Cuối cùng Draven lấy bình A lấy ưu thế tuyệt đối thu được phiếu bầu người thứ nhất. Điều này cũng phản ứng ra Draven cái này anh hùng, đòn công kích bình thường thương tổn, là đáng sợ cỡ nào. Đang đang. Dạ phong dùng chuột ở Lucian trên đầu đánh mấy cái tiêu chí, ra hiệu muốn giết hắn. Vào lúc này, song phương đều vẫn là cấp 2, thế nhưng dạ phong đem binh tuyến khống chế rất tốt, Lucian muốn bù binh, nhất định phải muốn đi về phía trước ra một khoảng cách. Oanh và dạ phong khống chế The Raven, đầu tiên là một xoay tròn phi phủ, đón thêm một xoay tròn phi phủ, Obama bản thân liền không phải mãn huyết trạng thái, lập tức liền đi thành hơn một nửa. Sona mắt thấy mình da AJC bị bắt nạt, ngay lập tức sẽ nải một cái, còn tiện thể dùng nàng quy skill anh dũng thánh ca đối với The Raven tạo thành thương tổn không nhỏ. Lucian Player nhìn thấy The Raven một người cũng dám như thế hung, ngay lập tức sẽ bắt đầu phản kích. Quy skill nhập vào cơ thể thánh quan sau khi phát động bị động, lập tức tiếp hai lần trước đòn công kích bình thường, cũng xóa sạch dạ phong Draven hơn 200 nhỏ máu. Liên tuyến trên năng lực mà nói, tiền kỳ Lucian là hoàn toàn không thua Draven, Lucian Quy skill nhập vào cơ thể thánh quan là rất mạnh quần thể skill tấn công, hơn nữa hắn mạnh mẽ bị động thánh quan ngân đạn, Draven ở tiền kỳ trang bị không có thành hình trạng thái, đối đầu Lucian tuyệt đối không có bất kỳ ưu thế nào. Nhưng trên lệch, ngay ở song phương player trên. Dạ phong khống chế Draven, vừa cùng đối phương bình A, một bên nhìn tự thân lượng máu, đợi được chỉ còn ti huyết thời điểm, vội vã mở ra v skill máu tanh nỗ lực sau này bắt đầu lui lại, không nhiều không ít, cực hạn đi ra Lucian phạm vi công kích, mà vào lúc này, đối phương Lucian vừa nhìn thấy Draven huyết tuyến, ngay lập tức sẽ cùng cái trước tóc biến, có điều hắn quên dạ phong mang triệu hoán sư skill ở trong, có một là hồi máu hay là nhận ra được chính mình nên đi ra, khống chế tê mô nữ sinh lắc thân thể nhỏ bé, lao ra chính là một quy skill trí manh thổi tên, quay về Lucian phát bắn ra ngoài. Người đánh giết kẻ địch. Computer phát sinh một tiếng lạnh lẽo anh văn nhắc nhở, báo trước giả dạ phong Draven bắt Lucian đầu người, mà Sona ở vừa Lucian gặp nạn thời điểm cứu chủ tâm thiết, cũng là tốc biến tới, kết quả đương nhiên có thể tưởng tượng được, không có Lucian phát ra, dùng đi tóc biến Sona liền dường như một con đợi làm thịt cừu con. vần cực hạn thao tác, bắt xong giết. Làm xong tất cả những thứ này, dạ phong trên mặt, vẫn là không vẻ mặt gì, ti huyết hắn, bình tĩnh bù đắp cuối cùng mấy cái binh. Thế nhưng, ở kỷ tiểu nam xem ra, dạ phong thao tác đã làm cho nàng tim nhảy tới cổ rồi. Về phần hắn đệ đệ, nhìn về phía dạ phong ánh mắt, từ lâu tràn ngập sùng bái không nghĩ tới người Draven ra vần dùng còn rất lợi hại. Tai nghe phía bên kia, kỹ tiểu nam đệ đệ bạn học nữ cũng hào không keo kiệt khoa một câu. Đó là, ta đã sớm nói, ta cỡ lớn kim cương, mà người trên chia sông toàn không có vấn đề. Nghe được Trương Lily li khích lệ, hắn miệng nhếch như chín trục cây lựu, không chút khách khí thừa đón lấy. Tầm thường quan chiến thời điểm, ở một ít thấp phân đoạn hoặc là người mới player quan sát cao phân đoạn player thời điểm tranh tài, mỗi khi đối phương đều đánh tới kịch liệt thời điểm, sẽ vô cùng sốt sắng. Nhưng trên thực tế, ở dạ phong trong lòng, này hết thảy tất cả, hắn từ lâu nghĩ kỹ, dùng một câu thời thượng tới nói, kịch bản đã viết xong. Bất kể là ti huyết câu dẫn Obama tóc biến, vẫn là cùng tê mô phối hợp dết ngược lại, đều ở dạ phong trong lòng có rõ ràng bước đi. Nhưng kỹ tiểu nam dù sao xa còn lâu mới có được đạt đến trình độ này, vì lẽ đó mỗi một mạc màn ảnh đều xem căng thẳng vạn phần, chỉ lo Draven bị giết. Cái kia nàng ở đệ đệ trước mặt tích lũy hình tượng, e sợ toàn bộ muốn sụp xuống. Người đội hữu bị đánh giết, mà ngay tại lúc này, bọn họ top man fit lại bị đối diện đánh giả vô chết. Đầu người so với, đi tới ngày 2 tháng 2. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 20 Thần tiên muội muội Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com mỗi người bài vị sợ nhất gặp phải sự là cái gì? E sợ không gì bằng chính mình đem một đường đánh vỡ đồng thời phe mình còn lại hai đường bị đối phương cho đánh xuyên qua. Mick Gray đối với Annie vốn là rất khó đánh, huống chi còn bị Annie cầm một huyết. Top Manfit ở anh hùng hoàn toàn không có thế yếu tình huống bị đối phương đánh giả phối hợp với đang vô chết, trên bên trong hai đường, đã rơi vào bị động. Đương nhiên, ván này giả dạ phong nếu lấy ra Draven, cũng là không hy vọng đội hữu đến CARRI. -E. Hạ bộ liền nắm hai người đầu sau khi, Dạ Phong lại thu một làn sóng binh, cùng Tê Mô song song lên tới cấp 3, bắt đầu trở về thành. 20 đao, cộng thêm hai người đầu, Dạ Phong trực tiếp mua một cái giết người đao. Đơ ra vần ra giết người đao, nếu như ngươi là một thường thường quan sát các đường đại thần trực tiếp player, như vậy ngươi đối với cái này ra trang liền nhất định sẽ không xa lạ. Trên thực tế vần cái này anh hùng ở S2 mùa giải thời điểm, một lần là một vị phi thường ít lưu ý anh hùng, mãi đến tận một vị chủ bá xuất hiện, vị kia chủ bá ở chính mình trực tiếp ở trong dùng The Raven cái này anh hùng cho hết thảy khán giả mang đến lần lượt tàn sát thịnh yến, giết người đau The Raven cũng nương theo vị kia chủ bá danh tiếng, vang vọng toàn bộ triệu hoáng sư hẻm núi. Dạ Phong tự nhận là so với vị kia Kim Bài chủ bá The Raven còn kém rất nhiều, thế nhưng dùng tới đối phó một đám hoàng kim tuyển thủ, cũng hoàn toàn không có áp lực gì đối diện lucian tự hồ đối với giết người đau Draven không cái gì quá to lớn nhận thức ở đợt thứ nhất bị giết chết tình huống nhìn thấy dạ phong lojin vẫn không có ý muốn lui bước sau một phút ngươi thành công đánh giết đối thủ G-O-U-B-L-E-K-I-L-L, -e xong giết hạ bộ obama cùng sona hai người lojin không đủ một phút lần thứ hai trở thành hai bộ thi thể mà dạ phong giết người đau đã điệp đến chín tầng như thế nào ta thao tác lưu không lưu. Kỷ tiểu nam đệ đệ đắc ý quay về tai nghe đạo, ngăn ngắn mấy phút, hắn đã đem chính mình đại vào thành công. Sau đó, chính là một trận thỏa mãn tiếng cười truyền đến, hiển nhiên là bạn học của hắn lại khoa hắn không ít. Vốn là thực lực thì có chênh lệch thật lớn, hơn nữa giết người đau đờ ra trưởng thành, ván này thi đấu ở sau 15 phút, cũng đã triệt để mất đi hồi hộp. và phong sự khống chế Draven, trên căn bản là tam đao một con đầu người, từ hạ bộ dết tới trung lộ một đường quét ngang rất nhanh sẽ đẩy tới cao điểm bởi lần này đại đánh bản chất là trợ giúp kỹ tiểu nam đệ đệ mang mùi chỉ vì lẽ đó dạ phong đánh cho rất phong tao có thể giết người liền tuyệt không đẩy tháp có thể giết hai cái phụ trợ liền tuyệt không giết một ajec đối diện bên trong đẩy nhà chúng ta hạ bộ là các ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền xin mời diễn viên rất nhanh đối diện liền bắt đầu từ bỏ chống lại đánh ra một loạt nội chiến đến. Đương nhiên, ở tại bọn hắn tốt cùng trung lộ tốt như vậy ưu thế dưới, hạ bộ bị Dạ Phong The Raven một người đánh xuyên qua, nhổ nước bọt hai câu liền có vẻ rất bình thường. Mang theo 12 người đầu mấy cùng 20 tầng giết người đao, The Raven xông lên trước, trực tiếp ở không tới 20 phút bên trong liền dở xuống đối diện thủy tinh. hừng, ngươi đã thăng cấp sao? Hay, hay, chúng ta lần sau cùng nhau nữa chơi đi ở game kết thúc mấy phút sau, kỹ tiểu nam đệ đệ hài lòng lui ra ngữ âm. Ca, không nói, sau đó ngươi chính là ta thân ca. Ta tên kỷ luật, tiểu ca ngươi tên gì? Kỷ luật đã hoàn toàn phục, bất kể là lúc mới bắt đầu cực hạn thao tác, vẫn là sau đó lấy chống đỡ một chút ngủ, dạ phong bày ra, là thực lực tuyệt đối. Những này thao tác, ở hắn một hoàng kim đẳng cấp player xem ra, quả thực khốc huyễn không được. Thật cảm tạ ngươi, dạ phong, nếu không là ngươi, ngày hôm nay ta cái này đệ đệ phỏng chừng liền muốn hận chết ta rồi. Thành thật mà nói, kỹ tiểu nam là bị lời của đệ đệ âm cho đánh thức, nguyên lai anh hùng liên minh trò chơi này là có thể nhẹ như vậy tùng thắng lợi. Già dạ Phong đối với như vậy thi đấu liền không có cảm giác gì, kiếp trước hắn làm chủ bá đoạn thời gian đó, cũng trợ giúp quá không ít thủy hữu đánh thăng cấp tái cái gì, một hồi Hoàng Kim đẳng cấp thăng cấp tái, hắn đánh tới đến theo người kia không kém nhiều lắm nhiều nhất, chính là cái khó khăn cấp người mấy. Tả, ca ta đi trước, có thời gian lại tới tìm ngươi, tiểu ca, điện thoại của ngươi ta đã tích trữ nha. Kỳ lân quán internet ở ngoài, dạ phong cùng kỹ tiểu nam đưa kỷ luật trời đi, lúc đi, kỷ luật còn lén lúc nằm nhòa dạ phong bên tai nói rằng. Tiểu ca, nếu như là ngươi nghĩ ta anh rể, ta nhất định sẽ thỏa mãn, ta sẽ cho ngươi hỗ trợ ư. Nói xong như một làn khói pot chờ rời đi để đệ, đệ ta cùng ngươi nói cái gì? Kỷ tiểu nam tuy rằng lẩm lẩm liệt liệt, thế nhưng hai cái đại nam nhân lặng lẽ thoại, vẫn để cho nàng không nhịn được mở miệng hỏi. Dạ phong tùy ý đánh cái ha ha, hắn cũng không thể nói ngươi đệ đã sai coi ta là thành tỷ phu đi. Trợ giúp kỷ luật đánh một trận thăng cấp tái, chỉ là một tiểu tiểu nhạc đệm, hai người lần thứ hai đi tới lầu hai thời điểm, điện lại còn xã chủ lực đã đánh xong huấn luyện tái, chính đang nghỉ ngơi ở trong. Dạ Phong cùng kỹ Tiểu Nam tới, liền nhìn thấy Hứa Mộng Hy chính cầm Notebook đang không ngừng ghi chép. Hứa Mộng Hy là điện lại còn xã phân tích sư sự tình, Dạ Phong đương nhiên là biết đến, trên thực tế đây là một rất khổ cực công tác, mỗi lần đội viên thời điểm tranh tài, phân tích viên đều phải muốn ở một bên không ngừng mà ghi chép, không chỉ có như vậy, còn muốn do số liệu liệt ra mỗi cái vị trí đội viên am hiểu anh hùng, ngắn bản, thậm chí đối với tuyến quen thuộc chờ các loại vấn đề sẽ đem những vấn đề này từng cái tổng kết, cuối cùng trợ giúp mỗi cái đội viên cải chính một ít ngắn bản mà khai phá sở trường. Nói tóm lại, phân tích sư chính là một đội ngũ bên trong đồ công nhân. Hơn nữa, là một vị không thể thiếu đồ công nhân. Mộng Hy, cho. Vào lúc này, bởi vừa thi đấu xong xuôi, Lý Nguyên Tuấn cầm hai chai nước uống đi tới, đưa cho một bình cho hứa Mộng Hy nói. Hừng, cảm tạ. Hứa Mộng Hy gật gù, tiếp nhận đồ uống, đặt ở một bên, tiếp tục ghi chép. Lý Nguyên Tuấn ở hứa mộng hy lần thứ nhất tiến vào điện lại còn xã thời điểm, liền bị khuôn mặt đẹp khí chất sâu sắc hấp dẫn, dù sao hứa mộng hy có thể trở thành điện lại còn xã ba chi kim hoa một trong, bất kể là khuôn mặt đẹp vẫn là khí chất, cũng không có có thể soi mói. Sau đó Lý Nguyên Tuấn lại biết nguyên lai nàng là hứa uy mùi mùi, lần này càng thêm quyết định muốn cô nàng vào tay. Nước phù sa đều không lưu người ngoài điền huống chi hắn cùng hứa uy quan hệ đây. Có điều trải qua ngắn ngủi ở chung, hứa mộng hy tự hồ đối với hắn cùng hết thảy đội hữu đều giống nhau, không cái gì thân cận cử động, điều này làm cho hắn có chút ngăn trở, dù sao Lý Nguyên Tuấn đối với mình tướng mạo vẫn rất có tự tin, nhưng cũng làm nổi lên hắn càng to lớn hơn hứng thú, biết mình nhất định phải tiêu tốn nhiều thời gian hơn, mới có thể đắc thủ. Vừa thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền đi mua hai chai nước uống. Tuy rằng thời điểm tranh tài sẽ có chuyên môn nước suối cung cấp, có điều vào lúc này mua hai chai nước uống, không phải càng có thể thể hiện ra hắn tỉ mỉ sao. Dạ Phong tự nhiên cũng rõ ràng nhìn thấy màn này, trong lòng cười lạnh, nói. Muốn tán tỉnh người đàn bà của ta. Mộng Hy học muội, đội viên am hiểu anh hùng cùng ngắn bản ta đại thể đều có chút hiểu rõ, không bằng ta đến nói cho ngươi đi, như vậy hiệu suất cũng sẽ cao rất nhiều, bằng không ngươi còn muốn từng cái ghi chép, cũng phi thường khổ cực lý nguyên tuấn nhìn thấy hứa mộng hy chuyên tâm ghi chép dáng vẻ đột nhiên trong lòng hơi động nói hứa mộng hy khẽ ngẩng đầu nhìn lý nguyên tuấn chân thành dáng vẻ nghĩ đến một hồi mới gật đầu nói vậy cũng tốt lý bạn học tận lực nói tỉ mỉ điểm đương nhiên nhất định tỉ mỉ trong lòng hắn vui vẻ đây chính là cơ hội hiếm có a à? thần tiên muội muội nguyên lai like ngươi ở đây a à? trong chớp mắt vừa lúc đó một để hắn sau đó hồi tưởng lại đều hết sức chán ghét âm thanh truyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện